Nam mô Bụt Tha dạ, như mình rất mong những câu hỏi của quý vị ạ. Nam mô Bụt Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Nam mô Tathāgata Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Nam mô Tathāgata Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Nam mô Tathāgata Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Dhammadasana ya chanagatha Brahma cha lo ka thi ba ti sa ham ba ti ka tan chi lai cha ni an thi wa rang a ya cha tha san ti tha sat tap ba ra cha kha cha ti ka de se tu tham an anu kam bi mang ba chang sa tham ma phệ riêng vi na danh cha ka văn suốt tan cha bằng thân hạt vi tham ma chậm mang a cô ta dặn tơ ta tư sát cha đăng đăng bạc bơ ta nãy dây bà đi xa và mạch chen Phạm Thiên Phật ngầm người khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi biết lòng mở đạo dạy đời a nhắm vườn lộc dạ ngày giờ chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng trăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng tịnh ngài thuyết pháp nơi đàn tử bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha dạ, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tông từ bi đăng đàn để thử mít ạ. Nam mô Bụt Tha dạ, và con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Tathāgata Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Nam mô Tathāgata Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Nam mô Tathāgata Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Nam mô Bụt Tha dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư cận sĩ nam cận sĩ nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Tại vì mới được cái phân thu này 2-3 ngày bữa nay làm quá trời, sợ nó không không work, nên quý vị nghe không được là biết ông giảng sư đã mất mạng. Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ, sa thú, âm thanh của ngài rất rõ bạch ngài. Dạ, đạo tràng nghe âm thanh ngài rõ không có thể cho ngài biết được tín hiệu để ngài hoan hỷ trả lời những câu hỏi của quý vị à. Dạ, còn nghe tin mấy ngày trước cái ngày mai của ngài có vấn đề với bệnh thoát ngài có vấn đề thì con có năn nỉ với cái vị cho con hay là làm ơn đầu đó lại cái mới lại cho ngài đi để ngài sẽ vào đạo tràng kịp thời. Dạ, nhưng mà bây giờ thì đã tốt lắm rồi. Dạ, cảm ơn vị nào đã giúp cho ngài cũng như âm thanh của ngài hôm nay rất là rõ. Dạ, Nam mô Bụt Tha dạ, dạ Nhật Quỳnh kính chào tầm quý, kính chào Phạm Vượng, kính chào Xích Kim, kính chào Ansido, kính chào Châu Thi, kính chào lắng nghe. Mến chào Thi Lâm, kính chào Tâm Hạnh. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng và kính chào Minh Nguyễn. Dạ, kính mời quý vị và gọi gì có thể đưa những bàn tay của mình lên hoặc là có những câu chết chát
Thì Nhược Quỳnh sẽ đọc Xích Kim nè, có câu hỏi gì không? Mời Xích Kim có thể đưa bàn tay lên đi. Xích Kim cầm mic được mà, mở hàng đi. Lâu Kim mở hàng một bữa đi. Dạ, như bình thường thì Xích Kim cũng cầm mic và chia sẻ cũng được nhiều mà. Dạ, hôm nay lâu ngày mời Xích Kim mở hàng đi. Nam Mô Bích Hà, dạ. Và một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị và mời những câu chết chát ạ. Dạ, con không có thấy bàn tay của vị nào, cũng không thấy câu chết chát. Và bạch ngài, ngài cho con mến chào từ tâm. Từ tâm có câu hỏi gì không? Xin đưa câu hỏi lên, Nhật Quỳnh sẽ đọc ạ. Dạ, bạch ngài, con có câu hỏi này là không biết có ổn không, con ngại quá mà, tại vì con nghe người ta nói với con, người ta hỏi con, nên là con nhân dịp chưa có bằng tay chưa câu hỏi, con hỏi ngài, nếu con hỏi câu hỏi con không chính đáng thì ngài khỏi trả lời và ngài tha thứ cho con. Và có người nói với con nếu mình mà mình chấp nhận mà mình chào Sa Di Ni hoặc là mình chào ni sư, tức là mình đã hủy bán giáo pháp, tại vì cái làm cho cái giáo pháp này nó ma quậy. Lý do là người ta nói là tại vì là theo như kinh sách thì coi như là đến bây giờ thì không còn cái tỳ kheo ni hoặc là Sa Di Ni, tại vì không có ai để mà truyền giới lại, không mất đi cái giới này, cái điều này. Và con kính mong ngài giải thích giùm cho con, và nếu mà câu hỏi con có bị đụng chạm hay có quá đáng gì thì ngài rầy con xin chấp nhận nha luôn. Dạ, con kính dâng mic đến ngài. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hành giả, kính thưa chư quý vị, thì cho tới cái lúc này thì cái hệ tỳ kheo ni người không có trong hệ nguyên thủy thì không còn nữa, tại vì không có được hệ tiếp tục thành ra ông nữa. Mà khi không còn hệ đó thì làm sao có thì Sa Di Ni được, bởi vì cái người mà muốn tu thành Sa Di Ni đó là phải do một vị tỳ kheo ni cho tu, cho thực hành Sikkhamana Sila, tức là giới để thành Sikkhamana trong vòng 2 năm đó. Mà bây giờ cái hệ đó nó không còn nữa, thì trong cái lịch sử mà của Tích Lan á, thì giờ có khoảng thời gian mà mấy cái ngày mà đi qua bên bên Tích Lan để truyền đạo, thì có một cái hệ Bắc truyền theo 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 Bắc truyền, tức là qua đó thành lập, nhưng mà quý vị đó ở không được thì là mới mua sang tàu đó, đi sang tàu ở đó, thành ra sau này người ta dùng cái đó, người ta nói là cái gì mấy cái gì đó cũng từ bên Ấn Độ qua vậy, thành ra họ thử, nhưng mà đa số là chư tăng của hệ nguyên thủy hầu như là 99% mà họ không có chấp nhận. Trong bốn cái hệ ở Tích Lan thì có một hệ là nói có thể làm được mà thôi, nhưng mà quý vị nên nhớ ra là Đức Phật người nói sau này có chuyện gì đó phải do tăng chúng quyết định, chứ không không thể nói là một số chư tăng ở cái hệ nào hoặc một số chư tăng ở trong đó là quyết định là có thể thành được, cái đó không có thành. Thành ra ngay cả bây giờ đó, những cái gì mà đi qua bên Tích Lan mà tu đấy để thành Tỳ Kheo Ni đó, thì những cái nước mà chánh là Miến Điện với Thái Lan họ đời họ đâu có công nhận, họ không có công nhận. Thành ra khi mà họ không nhận vậy đó thì dựa vào cái lời huấn dạy của Đức Phật đó, thì không thể thành được, không thành được. Thành ra nếu mình thấy họ có cái tăng tướng giống vậy mình không chắc thì mình chỉ chào theo kiểu bình thường được rồi, chào nếu mình chào tu nữ được rồi, chứ mình không có xua thì mình gọi thì nó không nên, không phải là hủy bán giáo pháp gì đó, bởi vì mình không biết hay là gì lý do gì đi nữa, trừ phi là mình là cái người mà tạo điều kiện để cho những cái người đó
để tu á, thì mấy đó mới là nguy hiểm. Còn mình không chấp nhận hoặc là mình không có mặc kệ ám lại mình làm, mà mình chỉ tôn trọng giống như một cái người mà tới chùa thấy người nào có tăng tướng thì mình cứ xá cái chào. Thật sự ra đó, mấy cái danh từ mà bây giờ mình xài với hòa thượng thượng tọa này kia ra trong kinh điển không có, trong kinh Đại Bát Đức Niết Bàn Đức Phật dạy rất rõ ràng, người nhỏ gọi người lớn là Phàm Tê hoặc là Ajahn Sa, còn người lớn gọi người nhỏ là A Vu Sổ. Thì hai danh từ tiếng Việt Nam dịch đó, người nhỏ nhỏ kêu người lớn là tôn giả, người lớn kêu người nhỏ là hiện giả. Thành ra thường quý vị thấy chúng tôi dùng tiếng Việt thì chúng tôi là kính bạch chư tôn hiện giả, nhưng mà khi mà đi ra ngoài gặp nó lớn hạ thì chúng tôi vẫn kêu Phàm Tê. Ngay cả Thái Miến Điện như gặp nhau hạ nhau thì kêu Phàm Tê hết, chứ không ai kêu thượng tọa hay là cái gì đó. Chỉ là Việt Nam mình mới chế ra vậy thôi, chứ mấy thứ khác là vẫn kêu. Đều gặp mắt cái xứ khác thì họ hỏi hạ trước, hỏi gì đó gì bao nhiêu hạ để người ta gọi giống gì đó. Thì người ta lớn hơn mình một hạ thì mình gọi Phàm Tê, còn nếu mà nhỏ hạ A Vu Sổ. Thì ở đây mấy sư điện mấy sư thái gặp chúng tôi thì cũng đối xử cái kiểu đó thôi, chứ không có cái vụ mà hòa thương thương họ gì vậy đó. Ở Việt Nam mới bày ra thôi, chứ mình vô mình tu để làm gì? Cái này quan trọng là tu để làm gì, tu để được chức này chức nọ thì thôi, chứ ở ngoài là chức lớn hơn còn có lương nữa thì vô tu rồi đó, mà nói chức này chức nọ làm gì. Thành ra mình cứ kính trọng giống người về nhà tu nữ mà thôi, chứ có đâu. Còn gọi cũng được, nhưng mà mình nếu mà tác ý mình gọi đi để này để nọ thì mình mới sợ, còn mình không có tác ý để làm hại thì giáo pháp thì mình không có sợ gì đó. Nam mô thầy giá. Dạ, sa thú, dạ. Con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài đã giảng giải câu hỏi của con. Dạ, con rất là tri ân Ngài. Dạ, cảm ơn Hoàng Vượng Ca Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, con xin được đọc câu của Xích Duyên. Cảm ơn câu hỏi của Xích Duyên nha. Bạch Ngài, hôm qua con đọc được câu muốn có phước thì tự mình phải tạo. Từ việc làm đến lời nói hiền lương, trong thâm tâm không thủ đoạn so lường, mỗi hành động phải chánh niệm ngay thẳng. Bạch Ngài, tạo phước làm sao mới đúng, và làm sao có thể giữ chánh niệm liên tục với cuộc sống đầy bận bịu như hiện nay? Con xin cảm ơn Ngài. Nam mô Bụt Tha Giá Nhân Mít đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Thật sự ra đó, có 10 phương pháp tạo phước, làm theo đó thì được rồi, mình tạo hả? Chứ phước nó không có tự nhiên mà nó có được. Còn ngược lại 10 cái điều đó mình làm thì gọi là tội. Quý vị hiểu chữ phước là gì? Phước là một cái nhân đưa đến cái quả là sự an vui, cái quả là sự nghĩa là thoải mái trong đời sống hay là trong cái xã hội mình đang ở. Tội là cái hành động mà gọi là ác, là quả của cái hành động ác, tội là quả của hành động ác. Thành ra khi mình làm 10 cái điều ngược lại với 10 phương pháp tạo phước á, thì đó là mình làm ác hay là làm một cái hành động đưa tới cái quả xấu, nên nói là làm tội rồi vậy đó. Tức là mình làm hành động mà đưa tới quả xấu. Đó, thì ra trong 10 pháp tạo phước rồi, rồi có bố thí rồi trì giới rồi phục vụ rồi này nó đó, rồi cuối cùng là cải chánh tri kiến, thì 10 pháp tạo phước đó, thì làm được. Thì có những phương pháp đó mình làm mà có thể là mình lọt vào cái ác pháp không chừng, không phải lúc làm ác pháp mà trước đó làm ác pháp. Thí dụ mình tới chùa mà trước khi mình tới mình không có cái tác ý gì đó, nhưng khi mình tới chùa rồi mình thấy người ta xúm nhau làm phước,
Sư chùa làm gì đó mình lại đứng gần gần thì thấy này dồn dồn đó mình cũng đứng lại, chứ mình cũng làm phước, tức là mình làm phước bố thí để cho chùa làm gì đó. Nhưng theo đó rồi mình về tới nhà ngồi nghĩ lại tiếc, thì cái đồng tiếc đó tức là cái nhân của cái việc xấu. Thành ra khi mình làm bất cứ việc gì thì mình nên tập, mình tìm hiểu, nên học hỏi để cho biết chắc chắn, để khi mình làm, trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm, nó không đưa tới cái hậu quả mà có thể gây sự tai hại cho mình về sau. Đó. Ví dụ như bây giờ mình nói tại sao gây tai hại, mà tai hại nhiều khi nó còn lớn cái việc làm phước của mình. Ví dụ như mình dâng việc thực gì tới tới ông sư, rồi cái sau này mình nghe cái người ta nói ông sư đó dỏm nhưng phải thứ thiệt, thứ giả tu gì ông chồng đó. Mình thì không biết ABC gì hết, nhưng mình chửi chửi chư tăng cái chùa, lỡ trong chùa nó có cái vị thánh nào đó thì cái việc mà mình bố thí nó không có bao nhiêu đó, nhưng mà cái việc mình đụng chạm tới chư tăng mà thuộc loại đó đó thì thôi, chứ xuống làm bạn ở diêm vương không biết bao giờ đi lên. Thành ra mình muốn làm cái gì cho trúng đều phải học, học còn mình tập niệm là những cái điều gì mình làm thì mình đã cố gắng, mình có cái sự quan quán xét để thấu đáo những cái điều đó, để cho mình đừng có, nó đừng có đưa tới cái hậu quả là những ác pháp sau này nó phát sanh, thì cái đó gọi là niệm. Còn thường thường mình dùng danh từ chánh niệm là mình dùng để chơi cho vui, chứ cái niệm nó phải có năng lực ghê lắm nó mới là chánh niệm. Chúng tôi thường hay thí dụ cái gì nào ở đây mà học nhiều, coi trong 37 phẩm trời đạo đó, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, niệm lực đó, tức là ngũ quyền đó, tức là đầu là niệm quyền, tính quyền, tấn quyền đó, là tới niệm lực, tính là tấn lực, cho tới bảy thất giác chi vẫn là niệm giác chi, sati sổng phốt chăng cá, nhưng mà lên tới bát thánh đạo mới có là sấm ma sati, tức là chánh niệm. Thành ra khi mà dùng những từ chánh niệm là cái niệm của nó phải có năng lực ghê lắm, năng lực thứ thiệt chứ không phải thứ dỗm, giống như mình mà thôi đòi có chánh niệm thì chuyện đó nghĩa là không thể làm được. Thành ra nói gì nói cho nó chưa chưa ra, lúc nào khoe lúc ngủ tôi cũng có chánh niệm rồi, nó chết rồi. Thành ra muốn có đấy là phải tập tập, để khi mình làm á, cái công bất cứ công việc gì đó khi mình làm mình nên dùng cái tâm mình nên điều khiển cái sự suy nghĩ mình, hay là cái sự hoạt động của tâm với thân nó chỉ ở trong cái chuyện đó thôi. Ví dụ như mình lái xe thì làm sao mình chỉ biết trong lái xe thôi, dầu rằng lúc lái xe đó những cái đối tượng xung quanh mình đều là đối tượng chế định, cho nó không có thể thực tính pháp được chế định, nhưng mà niệm nó phát sanh trong cái đối tượng là chế định đó, nó vẫn là những cái niệm tốt chứ không phải xấu. Còn nếu mình để nó đi ra ngoài những cái điều kiện mình đang có thì những ác pháp nó dễ rất dễ dàng chung vô. Ví dụ như cái người đó qua mặt hay là tạt qua đầu xe mình đó, nếu mình không có cái niệm mà lúc đó bay cái niệm nó phát sanh lại có thiện pháp thì lúc đó ác pháp nó chung vô liền. Mà khi nó chung như vậy đó mà mình là thường thường là người sơ cơ, lúc đó thành sa cơ luôn chứ còn sơ cơ đó. Thành ra đó tập những cái điều đó, dầu rằng là chế định pháp, những điều kiện hàng ngày đó, từ nấu cơm giặt giũ hay làm gì đó đều ráng cố gắng biết một chuyện đó mà thôi trong lúc làm, để cho cái tâm mình nó vẫn ở trong cái đối tượng đó liên tục được, thì đó là cái hình thức tập niệm nó có khả còn có nhiều điều kiện để nó phát triển được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thủ con thành kính đảnh lễ tri ân Liễu Tông đã từ bi nhắn câu hỏi của Xích Duyên. Xích Duyên còn trước máy không? Xích Duyên Duyên ơi, còn trước máy không, cho một tín hiệu đi. Hay còn câu hỏi tiếp tục gì không? Dạ, Xích Duyên đã kính tri ân. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị và mời những câu chết. Dạ, có thể chắc lên. Dạ, con thấy câu hỏi của Parijat chết tí. Dạ, bạch ngài, do nguyên nhân gì một hành động trở thành trọng nghiệp à? Có phải do kết quả của hành động đó hay do trạng thái
Tâm lúc đó à, Nam Mô Bích Tha Giá, dạ con kính nhân mít đến Ngài ạ. Nam Mô Bích Tha Giá Kinh Bạch Chư Tổ Hiền Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thật sự ra đó nó tùy theo cái đối tượng nhiều hơn. Ví dụ như mình chửi một người với một cái câu như vậy, nhưng mà người đó đó là người không có giới, cái hậu quả nó khác. Người đó là người có giới, cái hậu quả nó khác. Người đó là bậc thánh, cái hậu quả nó khác. Thành ra nó dựa vào gọi là cái gì nè, của cái người đó, chứ không phải là dựa vào cái hành động. Cái hành động nhỏ, nhưng mà đối với cái người mà trong sạch, cái người mà giới hạnh trang nghiêm đó, thì cái quả nó thành chuyện lớn chứ không còn chuyện nhỏ nữa. Ví dụ như ông Devadatta tức Đề Bạt Đa đó, ông lăn đá để ông hại Đức Phật, cái quả nó lớn. Nhưng mà nếu cái người đi với đó chỉ là một phàm nhân, một ông sư bình thường giống như ông thôi, thì ông lăn đá xuống nhầm vậy nó có cho quả thì nó không cho hại tôi đó. Thành ra quý vị để thấy ngài Angulimala thì biết đó. Ngài giết bao nhiêu ngàn người vậy, nhưng mà nó không thể nó làm cho cái hậu quả, cái nghiệp của ngài xấu đi, không có. Nhưng mà nếu cái người cuối cùng trước Đức Phật đó, người áp chót đó, người đó là bà già của ông, ra đi để kiềm các ngăn ông đừng có ấy, để trốn hoặc là lính bắt gì sẽ bắt đó. Đó. Cái bà đó mà ổng mà lụi một cái rồi thì thôi không bao giờ mà chung lên được hết. Mà nhưng mà tại nghiệp thiện cũng nhiều quá ra lọt vào giọng trí của Đức Phật, thành ra khi Đức Phật ra ngày Đức Phật nói một câu thì ổng mới tỉnh ngộ. Mà Đức Phật là cái người mà biết được cái khả năng của ổng, biết được cái tiền nghiệp, cái quá khứ như thế nào mới nói đó. Chứ còn như mình đứng lại chọc quê ông chạy không bằng tôi mà ông kiếm chuyện để thôi dọc cái tức thêm, phải không? Thành ra cái đó là do cái đối tượng nhiều hơn. Cái hành động của mình có thể nó ngang mà nó không có gì nặng hết đó, nhưng mà cái đối tượng là đối tượng như thế nào thì làm cho cái đó là trọng, gọi là trọng nghiệp, hay là mình gọi là cái nghiệp thông thường đó. Ví dụ mình chửi chửi qua nhau vậy không sao, hay là mình sát sanh người thì không sao. Nhưng mà nếu có người bị sát sanh đó là ít phước như là Bồ Tát nha, Bồ Tát chưa được thọ ký, ít nhất Bồ Tát được thọ ký thì nặng hơn, bậc thánh thì nặng hơn, dựa theo cái đối tượng nên biết cái đó là nghiệp nặng nghiệp nhẹ. Nam mô Bích Thầy á, bởi vì trong cái ngũ nghịch đại tội toàn là thứ thiện không, mình đụng tới là mình chết thôi. Còn những người ngoài cái năm cái hạng đó thì mình đụng tới thì cũng giống như người thường vậy, đụng nhau thôi. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri Liễu Tông và con thấy phải đi chết thì đã cả sa thủ kính tri ân ngài. Dạ, con kính cảm ơn câu hỏi của Bari đi gia tí ạ. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ, Nhục Quỳnh kính mời đạo tràng, mời tiếp tục những câu hỏi rất hữu ích cho đạo tràng, nhất là Nhục Quỳnh và được học. Dạ, sa thủ con thấy câu hỏi của Minh Nguyễn 2000. Kính bạch ngài, khi mọi người chết thì tầm mắt trước kính bạch ngài, khi mọi người chết thì tâm mất trước hay sắc mất trước, phải không vậy không Minh Nguyễn? Phải câu hỏi này là như vậy hay không? Dạ, nếu Nhật Quỳnh đọc có sai thì cho Nhật Quỳnh biết để Nhật Quỳnh có thể sửa lại. Dạ, cảm ơn. Dạ, con xin lặp lại câu hỏi ạ. Kính bạch ngài, khi một người chết thì tâm mất trước hay sắc mất trước ạ? Nam mô Bích Thai, dạ con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bích Thai, dạ kính bạch chế tổ hiện giả, kính thưa thiệu gì, một người mất thì cả tâm lẫn sắc cũng về cùng một lượt, ngoại trừ một vài loại sắc mà thôi. Một vài loại sắc, nhưng mà sắc vật thực chẳng hạn thì nó còn dài thời gian, một hai ngày thì nó mới tiêu, hoặc là sắc sắc u tụ nóng lạnh thì nó còn lâu một chút ha.
Nhưng mà cái sắc nghiệp với sắc tâm đó, thì khi mà cái tâm tưởng nó diệt rồi thì sắc nghiệp sắc tâm là đi luôn, thì ngũ uẩn là đi không được hết, sắc thọ tưởng hành thức đi không được. Nhưng mà cái sắc thì nó có cái vấn đề nó khác một chút là sắc vật thực thì nó sống thời gian sau là sắc của tủ đó, tức là sắc khí tiết đó, thì nó lâu hơn chút vậy thôi, nhưng mà đi một lượt hết chứ không có cái nào còn dư sót. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ sa thú sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Con thấy Minh Nguyễn cũng đã sa thú rồi. Dạ cảm ơn câu hỏi của Minh Nguyễn. Dạ nào giờ con không có thắc mắc cái vụ này, ngày bữa nay thấy câu hỏi của Minh Nguyễn thì con cũng biết ra được một điều hay. Dạ kính cảm ơn câu hỏi của Minh Nguyễn. Dạ kính chào Bình Lê 52 giờ vào đạo tràng. Và một lần nữa Nhục Quỳnh kính mời đạo tràng ạ. Mời bằng tay hoặc mời câu chết chát. Nhục Quỳnh xin làm thị giả cho ngài trong lúc chưa có vị nào để có thể cầm mic làm thị giả cho ngài. Đâu bữa nào Phạm Vượng làm bộ bữa đi và cầm mic làm thị giả cho ngài đi Phạm Vượng. Hoặc Xích Kim và mời quý vị có thể cầm mic để làm thị giả cho ngài. Nhà, kính mời quý vị mạnh dạn lên để có người này thì không có người này có người kia, để có thì không có ai để mà cầm mic để làm thị giả cho ngài. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ con thấy chưa thấy câu hỏi. Dạ bạch ngài, ngài cho con hỏi á. Thật chứ con rất là ngại. Dạ nhưng mà thôi con cũng hỏi đi để cái sự thắc mắc của mọi người hỏi con thì con trả lời, nhưng mà con không biết con trả lời đúng hay không, nên con mong ngài giải thích giùm cho con để thấy câu trả lời con đối với người ta có đúng hay không. Dạ một người cư sĩ như con đi thì tụi con có nên học cách xưng hô với quý sư hay không bạch ngài? Ví dụ như mình phải xưng hô như thế nào, phải để mình gọi là mình biết tôn trọng một cái vị đó, để cho mình có được cái phước là phước đức. Dạ có người hỏi con thì con cũng giải thích sơ sơ, nhưng mà con nghĩ rằng không biết có đúng không. Dạ vậy con mong ngài dạy cho con biết, mà thí dụ như con gặp ngài hoặc gặp chư trí ngài trí đức hoặc gặp những chư tăng trẻ đi thì chúng con phải xưng hô như thế nào để cho nó đúng lễ cũng như là chúng con có được cái phước ạ. À. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá, con kính nhân mít đến ngài ạ. À. Nam mô Bụt Thầy giả kính bạch Thế Tôn hiện giả kính thưa cho quý vị, sự không đúng cách thì nó khó lắm, bởi người đời nó khác, trong đạo nó khác, mà ngay cả trong đạo cũng vậy, nó không phải dễ. Bởi vì có những cái giáo pháp bây giờ của Đức Phật nó có nhiều cái hệ lắm, có những cái hệ là mình gọi trật ông đó ông đại đức mình gọi là ông sư, không ông cũng giận, ông lên thượng tọa rồi đó mình gọi là đại đức thì ông cũng giận đó. Ông lên hòa thượng rồi mình gọi là ông sư không cũng giận, thành ra cái chuyện đó nó phải tùy theo dùng tùy theo này đó. Nhưng mà nói chung là đa số chúng tôi là theo đa số những cái ông sư rồi trong hệ nguyên thủy đó, thì cái người nào mình kính trọng mình gọi là ngài là bảo đảm nhất, ông không có lý do gì ông giận mình đó, mà ông giận thì ông mất chức, ông là không chịu. Ví dụ như gọi ngài trí đức là thêm chữ câu nữa cho nó là chữ ngài trưởng lão trí đức, giống như chúng tôi hay gọi vậy thôi, không có gì đâu. Hay là mấy ngày xưa không vậy đó, ngài Kim Tiểu nào giác ở đây chúng tôi gọi ngài không chứ đâu kêu hòa thượng Kim Tiểu hộ giác là nào đâu, chứ đó bên hệ bất truyền nó mới làm thôi. Còn đối với những cái sư duyên vậy thôi, chứ mình kêu sư rồi bảo đảm đúng đó, chứ không có gì sai đó, kêu sư được rồi. Thành ra đa số thì họ vậy, nhưng mà cái vấn đề kêu đó là nó có một số cái điều kiện ở trong những cái xã hội của người ta thôi. Ví dụ như bên Thái thường đó, quý vị thấy chữ phá, đập phá, tức là cái gì mà
cao siêu từ thực diệu đó. Thành ra thường người nào tu thì nó có chữ đó, hoặc là những cái đồ ăn nào liên quan tới hoàng gia thì nó có cái chữ đó. Nó cũng giống như bên mình thì cũng vậy đâu, bên mình thì nói ông vua ngồi đâu được, phải nói ông vua ở ngự đó. Còn hòa thượng đi tới thăm mình là hoàng thượng giáng lâm chứ không thể nói hòa thượng tới kìa thì ông xách cái cổ mình ra ông cứa đó, đó. Theo thì theo, nhưng mà trong hệ thống ông sư thì ông sư hệ Nam truyền của chúng tôi sống là thường là ông sư với ông sư thì gọi phàn tê hoặc là a bu sổ, còn mình gặp mấy ông sư mình phàn tê ông cũng đâu có gì đâu mà giận, phàn tê là bạch bạch ngài trưởng lão thôi chứ có đâu giận, bạch tôn giả thôi chứ có đâu giận. Nó dễ dàng chứ nó không có gì khó khăn. Bên hệ Bắc truyền thì họ có tên tế nào gọi tấn phong rồi này kia, lâu lâu cái được tấn phong lên hòa thượng, nghe nói là không biết là như ngài trưởng lão chú rung mới được tấn phong hòa thượng thì phải. Và thành ra cô Nhật Quỳnh gặp ngài cứ hỏi thôi, phải từ xa tới phải gọi ngài là cái gì, chứ gọi từ từng tỏ chuẩn bị đầy đó. Thành ra chúng tôi không có chức chỉ sợ không có gì, quý vị gặp kiều sư là vui rồi. Kiều sư là để làm gì, không phải để mình thấy rồi để nhắc nhở ông này là ông là người tu, hay là ông đó mà ông nghe người ta kêu mình sư là ông có việc mình cũng dòm lại rồi y áo không có đàng hoàng hay không, hay là có gì hay không. Với cái hình thức mình kêu những cái danh từ đó là để nhắc nhở đó, người đó không không phải là cùng lứa cùng nghĩa là gia đình với mình đó, để cho họ nhớ rằng để cho họ có những cái sự trang nghiêm đúng mức để làm cho cái người mà ta tới với họ đó người ta không mất đức tin, chứ còn cái đó thì không ăn làm thua ấy gì đó. Ví dụ như thời chào thời Đức Phật cũng vậy đó, ngay cái bà La Môn mà tới nó gặp thì cũng tôn giả khô tẩm má chứ họ kêu gì khác đâu đó. Ban đầu thì họ dùng cái danh từ là Samana để gọi Đức Phật, ví dụ như là Samano Khô Tạ Mô hay là Samana Khô Tạ Má. Nhưng mà sau khi nghe pháp Đức Phật xong họ đã họ được nghĩa là đức tin họ phát sanh, nó có thể là phàm nhân hoặc có thể là thánh không, về từ đó về sau là Bút-thô Khô Tạ Mô, tức là hoặc Bút-thô Tạ Mô Bút-thô chứ không bây giờ dám kêu Samana, không có kêu Samano nữa đó, nó không kêu Sa Môn nữa là vậy đó. Thì ở trong giáo pháp Đức Phật vậy, cái hình thức kêu để mình nhắc nhở cái người mà được mình kêu đó là phải có cái tư cách như thế nào để được cái đúng như cái danh từ người ta kêu, tức là được người ta kính trọng như vậy thì họ phải như thế nào, chứ không phải là từ người ta kính trọng là dên dên đưa mặt móc ra trên kênh đó. Mai mốt mình lỡ tụt xe rồng là nó đè nó quýnh họ nó chửi chết. Thành ra chuyện đó để tùy theo cái điều kiện của cái xã hội đó. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ, sa thú, con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài đã giảng dạy câu hỏi của con. Dạ, cảm ơn Phạm Vượng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, kính bạch Ngài. Ngài hỏi con, có hỏi Ngài Trí Đức về 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 được gì đó. Quân phong hả? Con không biết nói sao nữa trời. Hòa thượng chưa? Dạ, con quên mất rồi. Con không biết dùng từ Ngài hoan hỷ cho con. Dạ con có hỏi rồi bạch ngài, dạ con có hỏi rồi, con hỏi ngài, ngài chỉ đức rồi, ngài nói muốn cho tôi leo lên bàn thờ sớm lắm phải không, mà đòi đòi kêu tôi hòa thượng, nên con xin thưa với ngài là ngài chỉ đức trả lời con vậy rồi, dạ con cũng đã hỏi rồi luôn rồi, dạ nam mô bích tha giá, dạ. Con nghe ngài nói con mắc cười quá, dạ. Dạ, Nam Mô Bích Thầy, dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời bàn tay và nhờ, mời những câu chích trác của quý vị ạ. À. Phạm Dượng quan hỷ cho Nhật Quỳnh nha. Đây nghe Ngài Liễu Tông hỏi, thì Nhật Quỳnh hỏi Ngài nhà Trí Đức mấy hôm trước rồi, thì Ngài trả lời vậy á, thành ra Nhật Quỳnh buồn cười quá. Dạ, Nam Mô Bích Thầy, dạ, kính mời đạo tràng ạ, à. Mời bàn tay và mời những câu chích trác. Dạ, chưa, chưa ai hỏi, Nhật Quỳnh hỏi nữa nha. Quý vị mất quyền lợi là quý vị ráng chịu ngang, tại vì Nhật Quỳnh quẩn vân trong cái trong cái cuộc sống ngay hiện tại thôi, còn trong giáo pháp thì Nhật Quỳnh có chút xíu biết à,
nên Nhật Quỳnh không có những cái câu hỏi trong giáo pháp rất là sâu xa đâu, nên quý vị mong quý vị có thể đưa những câu hỏi lên để, trong giáo pháp để Nhật Quỳnh ngài Tiểu Tông giảng dạy Nhật Quỳnh học thêm ạ. Dạ, Nam Mô Bích Thà giá. Và bạch ngài trong cuộc sống đó bạch ngài, người ta thường nói, con thường nghe ta nói, ví dụ mình thấy người khác cà lăm thì mình nhái người ta thì mình sẽ bị cà lăm hoặc con mình sẽ bị cà lăm. Nhưng mà trong giáo pháp thì có như vậy không bạch ngài? Ví dụ như mình nghe người ta nói cái tiếng, ví dụ như tiếng miền Bắc đi hoặc là tiếng miền Trung hoặc tiếng miền Nam, người ta nói con cá rô không được mà người ta chỉ nói con cá gô, hoặc là tiếng miền Bắc đó, có người người ta không có nói, người ta không có nói được chữ 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 L hay chữ N, tùy tùy theo dùng vậy đó. Thì mà mình nhái người ta như vậy trong giáo pháp thì mình có mang cái nghiệp gì không bạch ngài? Dạ kính lễ cô tu nữ tại duyên về vào đạo tràng, dạ con mong ngài chỉ dạy cho con ạ. À, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ. Thầy gia kinh bạch chư tôn thì dạ kính thưa chư quý vị, dĩ nhiên khi mình nhái anh ta tức là mình tự tạo cái nghiệp, cái khẩu nghiệp, mà khẩu nghiệp đó là nó tùy theo cái tâm đó, cái tâm mà nó phát sinh ra cái khẩu nghiệp là mình chọc nên là mình nhái hay với cái tâm nó như thế nào, chứ không phải là mình làm sao mình mai mốt mình giống vậy, không phải. Bởi vì cái đó một phần á, biệt nghiệp mình một phần cái nó ngậm nó đớt rồi kia một phần, nhưng mà cái cộng nghiệp mình với cái cộng đồng đó nữa. Ví dụ như quý vị đấy, người nước Việt Nam mình gọi con rồng An Nam đó. Con rồng đó, cái đầu nó khác mà cái lưng nó khác mà cái đuôi nó khác. Ừ. Nó khác thế nào thì người Việt Nam mình nó biểu hiện qua cái lời nói đấy rất rõ ràng. Người miền Bắc thì thường là nói cái ngôn ngữ thì nó đớt cái giờ cái phần đầu, cái phần đầu á. Thí dụ như nói là trời ơi đó thì bắt thường là trời ơi, rồi kinh dược sư thì họ đọc là kinh dược sư, thành thật lâu lâu nghe phải đọc vậy biết không, mà bắt đọc chứ không phải miền Nam. Còn hai cái người miền Trung đó, tức là cái lưng của con rồng thì nói đớt đớt cái giọng vậy, giọng giữa, nói giọng giữa như thế nào, và Đà Nẵng là đâu có đè nõn nõn hay là quảng nem, nhưng mà không biết đàn bà có đọc là đèn bò hay không thì chúng tôi không có nghe. Còn người Nam thì cái dần cuối của cái chữ là chữ theo tiến bộ hay tiến tới là nói nghe không có được, không phân biệt được, thì cái phần chánh nó khác nhau, nó đã khác nhau rồi do cộng nghiệp mình tạo như thế nào. Mình sanh làm người ở miền Bắc cần nói đớt giọng đầu, nói con rồng cháu tiên nó con rồng quảng nam là gì đó. Còn ở giữa luôn luôn là giọng giữa. Ừ. Rồi kể dần cuối của cái người miền Nam thì nói mà không phân biệt được, anh ta viết kinh tả là đặt dễ đặt lắm. Ừ. Hồi chúng tôi lần đầu tiên mà ra ngoài Huế nghe anh nói nghe mà trợn trợn mắt lên mà nghe thôi chứ không biết gì, lâu lâu mới biết họ nói gì. Thành ra cái đó thôi, cái nghiệp như thế nào thì mình không có chỉ xuống chắc chắn là nó như thế nào, nhưng mà nó do cái cộng một phần là do cộng nghiệp của mình sanh vào với cái chỗ như vậy. Dù rằng mình không đớt mình nói thời gian sao nó cũng đớt à. Đó, đó là cộng nghiệp. Còn cái bệnh nghiệp thì mình cũng thể tạo nhân gì để mình sanh về cái chỗ đó. Thành ra có những cái là nó không phát xuất từ cái nghiệp chính mà nó phát xuất từ cái cộng nghiệp đối với cái khác. Ví dụ như một người người Việt Nam mà sinh ở Mỹ thì nó nói tiếng Việt dở lắm, dầu rằng nó là cái máu máu của người Việt à. Thì cái nhân mà đưa nó đi sinh nó làm cho những cái hệ xung quanh của nó thay đổi theo. Hoặc là mình nhiều người hồi xưa ở miền Nam đi ra ngoài Trung là bán làm gì ra Bắc thời gian sau rồi họ nói cũng giống như người ngoài đó thôi đó, thành ra cái nhân mà để làm nhân nó đến nó đồ do chọc người ta thì nó có thể nó không chính xác cho lắm, là nó phải nhau cái nhân nào kiếp trước và cái cộng nghiệp nào mình đối với cái quần chúng ở đó.
chứ còn nói một cái nhân nào mà đưa tới cái đó thì có lẽ là nó không được chính xác. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ, sa thú, dạ con thành kính tri ân Ngài đã giảng dạy câu hỏi của con ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy ạ, kính mời đạo tràng, mời bàn tay quý vị và mời những câu chết chát ạ. Dạ, con nghe nghe Ngài giải thích, con rất là hoan hỷ. Dạ, do mình làm cái điều gì đó, mình mới sanh vô những cái nơi như vậy, do cái nghiệp từ đời trước. Dạ, con tri ân Ngài rất là nhiều. Nam Mô Bổn Thầy, giá dạ đạo tràng có nghe lại âm thanh của Nhật Quỳnh không? Dạ, Nhật Quỳnh mới vừa té một cái đùng. À, kính chào Thích Sisterman. Dạ, cảm ơn đạo tràng rất là nhiều. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, kính mời bàn tay quý vị ạ. Dạ, cô tự viên có câu hỏi không cô? Dạ, Thích Sisterman có câu hỏi không? Dạ. Giang Nhật Hạ có câu hỏi không? Giang Nhật Hạ hay Giang Nhật Hà? Dạ, nếu Nhật Quỳnh đọc sai xin chỉ dạy giùm nha. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, dạ, mời bàn tay quý vị nhờ mời những câu chết chát ạ. Không hả, có hả? Dạ. Dạ, không ai hỏi con hỏi tiếp. Dạ, cầu mong sao cho Quỳnh Kinh vào mà giúp con, chứ không chắc con hết vốn luôn Bạch Ngài ơi. Con thủ mới vốn chắc con hết vốn quá. Dạ, Ngài cho con hỏi, Ngài chỉ dạy dùm cho con, mình hiểu như thế nào về Đức Thế Tôn dạy về nhân quả của người Phật tử đó Bạch Ngài. Thì một người Phật tử như chúng con á, thì phải hiểu nhân quả như thế nào để mình tu tập cho đúng với Bạch Ngài, để mình không có tạo cái nhân xấu đời này để mình phải cái hưởng quả xấu đời sau, cũng như hiện tại mình đang bị cái gì đó, bị quả xấu gì đó, thì mình có thể quán niệm như thế nào để mình không có phải gọi là mình quán hờn hay trách móc ai. Ví dụ như con đi, giờ con cứ bị người khác ở trong trong room này người biết chuyện đó, là con cứ hay bị người ta rầy rà mình hoài à. Dạ, mặc dù hiện tại thì mình không có làm cho người ta bất lòng, nhưng mà hễ sơ sẩy là bị rầy, sơ sẩy là bị rầy hoài, là do cái nghiệp. Con nghĩ là do cái nghiệp đời trước mình đã gieo nhiều cái quan trái với người khác, đời này mình phải bị như vậy. Câu hỏi của con, Ngài chỉ dạy giùm con, ví dụ như mình phải tu tập như thế nào để mình thấy rõ được cái sự nhân quả này Bạch Ngài, mình không có giao tiếp. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, giá con kính nhân bích đến Ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Nhân quả thì mình thấy, mình chỉ biết là biết thì sẽ dở thôi, chứ nó mình thấy là khó, biết cũng khó. Một trong bốn cái điều mà con người ta không thể nghĩ bàn đó là cầm má quý bà cô và chim tái vô, nghiệp quả thì bất khả tư nghị. Cái đó chỉ có Đức Phật mới biết rõ thôi chứ mình không biết. Nhưng mà cái quan trọng là mình nghe theo lời Đức Phật, không nói được cái điều mà đúng theo chánh pháp thì im lặng như bậc thánh.
Thì cái sự im lặng là không phải là mình, cái miệng mình không nói mà cái đầu mình nghĩ thì không có nên. Im lặng thánh á, thì chữ im lặng như bậc thánh theo tôi giải là nhập thiền. Thì bậc thánh là nó mà họ mới làm được, cho mình làm được thì mình nên đối trị. Ví dụ như thay vì mình bị cái gì đó là mình nghĩ người này xấu người kia xấu hay là thế, thì mình hướng cái tâm mình nhìn cái đối tượng nào mà tương đối thích hợp cho mình. Ví dụ như là để bài kinh để bái tâm bảo, hay là bài kinh để tâm từ, hay là cái gì đó mình thuộc cái gì đó, thì cái tâm mình nó ghim gì đó để nó tụng cái đó lên, thì mình sẽ quên đi cái đối tượng mà làm cho mình có những cái bức bách phiền não. Thì mình không, ngay cái lúc đó thì mình không có cơ hội làm việc ác được. Rồi cái pháp đối trị, đối trị theo cái bài kinh mà sợ pháp hạ quá đó, tức là đoạn trừ lậu hoặc đó, thì nó có 6 bài chuyện. Khi mình gặp cái điều gì đó thì cái của mình có thể làm được là đoạn trừ một cách tránh xa, đoạn trừ một cách là đó nghĩa là đối trị là nó, tức là mình nhớ những cái chuyện tốt của người khác thì mình nhớ không được, rồi mình nhớ chuyện tốt của mình để nó giúp cho mình quên đi cái đối tượng kia. Còn nếu mà không có cái nhân nào cho mình mà do nghiệp xấu nó cho quả đó, thì mình nên đối trị một cách quán cái nghiệp là cái chúng sanh như mình đó. Trong cái này mình không có làm cái gì mà nặng nề xấu xa, nhưng mà bị cái như vậy đó, là do nghiệp nào đó trong kiếp trước nó trả theo nó cho quả được. Thì khi mình tập như vậy đó thì mình không còn nhớ lại những cái chuyện mà nó đang xảy ra mà nó làm cho mình đau khổ, tại vì cái đối tượng tâm mình nó có cái đối tượng khác. Thì khi mình tập như vậy đó thì chuyện mà đối với cái những cái gì mà xảy ra xung quanh mình đó, mình không có dính mắc nhiều, mà không có dính mắc nhiều, ngược lại cái tâm mình trong những cái pháp đối trị đó, tức là mình tạo thêm cái thiện pháp, mà chính cái thiện pháp đó, đó nó giúp mình bằng cách là nó kéo những cái thiện pháp nào theo mà chưa kịp đó, để nó chặn cái ác pháp mà nó đang theo. Chứ còn mình ngồi mình xảy ra chuyện gì là mình ngồi mình rầu rĩ rồi này kia xong đó, thì cái sự rầu rĩ của mình làm cái ác pháp, cho rằng nó là ý ác nghiệp đi nữa, nó cũng có khả năng nó kéo những cái nghiệp xấu đi đang chạy theo, rồi có đủ năng lực để cho quả. Thành ra thường là mình nên né tránh để đoạn trừ là tốt nhất. Mình thấy cái chúng sanh đó từng làm mình buồn thì khi mình thấy mình né đi, chứ đừng có đứng lại coi ngó kênh này, này kia để coi nó làm gì mình nữa cho biết, thì cái đó là không nên. Tổ tiên mình cũng dạy mình là tránh voi không có 6 mặt nào đó. Mình thấy nó có nhỏ thì mình coi nó giống như voi rồi mình tránh cho chắc chắn. Thành ra khi mà trong lúc mình tránh vậy đó thì cái thân khẩu ý mà tạo thiện nghiệp, nó tạo thiện nghiệp để mình đối trị với những cái gì nó đang theo. Thường thường mình trong đời đời mình làm ngược chiều, thành ra cái xấu nó tới với mình nhiều hơn là cái tốt. Ví dụ mình nghe người ta chửi một câu mà mình không biết cách đối trị đó, thì nội mình cứ mình nghĩ tới câu chửi, tức là mình giận thêm, mình nghĩ tới câu chửi mình thêm. Mà một ngày mình nó chửi mình một câu mà, rồi cái nó về nó ngủ phẹt cái nhãn, mình cứ nhớ đi nhớ lại cái câu mà nó chửi mình á, mà mình đau khổ. Mà trong khi cái thằng cha chửi mình không đau khổ, mà nó về nó ngủ cả đêm, mà mình đau khổ cả đêm. Đó. Thành ra mình bây giờ mình nên tạo thiện pháp ngược lại vậy đó. Khi nó chửi mình bắt những cái thiện pháp nào mình đã từng làm để làm một pháp đối trị. Mà khi mình nghĩ tới cái việc tốt đã làm vậy đó, thì cái tâm mình nó bắt đầu nó nhẹ nhàng, nó sẽ buông những cái gì mà nó đang theo nó hành hạ cái sự suy nghĩ của mình. Đó. Thành ra thì mình tha thứ cho người khác, đó là cái hành động giống như là chính mình tha tội cho mình. Cái sự tha thứ của mình cho người khác là tha tội chính mình. Bởi vì nếu mình không tha thứ cho người khác thì cái tâm mình nó tạo nghiệp ác, tức là mình tạo nghiệp xấu cho mình không tha thứ người ta, tức là mình tạo nghiệp xấu cho mình. Mà bây giờ mình chưa có khả năng để tha thứ thì mình nên tạo những cái hành động để nó giúp cho cái tâm mà nó chưa có đủ cái khả năng để tha thứ đó, nó không có khả năng nó chấp thêm. Nó chứ không nó chấp thêm nó ngỏ ngày nó cứ dồn cái tâm mình riết mình đi đâu ấy đó. Thành ra có những cái pháp mà đối trị với nhỏ vậy đó,
thì nó sẽ giúp mình nhiều chuyện ghê lắm, chứ nó không có nói vậy đó. Thành ra hồi xưa bên Thái nó có nhiều cái chuyện nó vui lắm. Ông chồng nó đi làm hay làm gì trễ mà không bước vô chùa, ông bước vô nhà thì bà vợ là bà phun ra cái câu mà chửi trước, ông biết sao mà ông xe kẹt xe để gì cũng trễ. Ông tới ông hỏi ông sư nói là bữa nào ông dụ cho bà tới mới gặp tôi để tôi mới biết tánh tình bà sao vậy. Cái bà tới mới nói giờ ông không biết cái gì, cái ông đưa, bà chạy nước, ông tụng ông sụng đưa lấy bắt trong chùa vậy cho chạy nước. Cái ông bà ông bảo nè, đem nhẹ về cất cho kỹ đừng để ông thấy. Khi nào mà ông về tới là việc đầu tiên là ngậm lấy trong hộp ngậm ngồi đó, đừng có nói gì đó, không có được phun ra nó, không được nuốt. Ngày chiều ông chồng vừa thắng xe chứ bà nhớ lại ngậm nó nước ra ngồi trên cái chỗ gần cửa bà ngồi bà ngậm. Ông chồng lén lén đi vô nên né thấy bà này sau này bà trang nghiêm mà bà mặt mày bà ghê quá né né đi vô vô không cái máy sợ quái vô làm gì thì làm xong cái làm thời gian sau cái mới lòi ra cái vụ đó. Cái ông đấy, cái ông sư này coi gì cho ông hay à, ông hay ông giúp tôi là được bả giúp tôi luôn rồi đấy, mỗi lần tôi về tôi sợ bả thấy một đó. Thì đó là những cái gì đó thì đó là pháp đối trị với gì đâu đó. Thay vì mình mở miệng phun ra thì mình kiếm làm sao kiếm cái gì đó để mình kiểu cái miệng mình nó đừng phun được thì mình giờ mình không có cái ly nước để mình ngậm nó thì mình đi tụng về kinh giải tâm tư chẳng hạn. Từ 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 là cái tâm mình nó có năng lực thì nó sẽ đối trị với cái đó nhanh hơn. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ sa thú con thành kính đảnh lễ tri ân ngài nhiều luôn. Dạ con nghe nghe ngài trả lời nha, con sẽ ghi nhớ lời ngài dạy, và con thấy đạo tràng cũng hoan hỷ với câu trả lời của ngài quá. Dạ có cách đối trị, dạ ngài có cách đối trị không hòa vượt. Dạ mến chào tâm pháp về vào đạo tràng. Dạ nam mô Bích Tha. Dạ bây giờ thì chính mời bằng tay quý vị ạ, mời bằng tay quý vị mời những câu chết chát à. Tâm pháp ơi, vào đạo tràng có câu hỏi gì không tâm pháp? Dạ đạo tràng cúng Nhật Quỳnh đi, Nhật Quỳnh sắp hết vốn rồi, sắp cạn kiệt rồi quý vị ơi. Dạ không ai hỏi con hỏi nữa chứ không không thể, con sẽ móc túi ngày tiếp chứ con không thể để đạo tràng im ru được. Dạ nam mô Bụt Thầy. Dạ bạch ngài, do cái câu nhân quả lúc nãy ngài dạy thì bây giờ con tiếp cái câu là ví dụ như thường đó. Dạ hồi trước đây đó, ví dụ như mình con làm ăn thất bại đi. Dạ con làm ăn thất bại đi thì người ta sẽ dạy mình là phải đi đi cầu đầu này cầu đầu kia, cầu ông này bà nọ để cho mình làm ăn được. Nhưng thì con cũng đã làm rồi, nhưng mà bây giờ ngược lại thì bây giờ con cũng học được chút xíu về giáo pháp của Đức Thế Tôn. Thì câu hỏi của con đó là bạch ngài có hàng phi nhân hay không? Và hàng phi nhân đó, mình cầu hàng phi nhân đó, người ta có giúp ích gì cho được mình hay không bạch ngài? Những cái mà khó khăn về tài vật, nhà con kính dâng mít đến ngài, ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy và kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, thật sự rằng phi nhân nó có khả năng nó giúp mình nhưng mà rất là giới hạn, mà không phải giúp mình do mình cầu đâu hả. Quý vị nên nhớ đó, cái chuyện quý vị làm phước rồi quý vị hồi hướng rồi làm cho người ta được mát mẻ thì người ta nhớ ơn mình, khi nào mình có chuyện thì người ta nếu người ta nghĩ là có cái gì làm cho mình bớt cái sự khổ đau trong cái điều kiện đó thì người ta giấy thôi. Ví dụ như báo mộng hay là
tạo một số cái điều kiện để cho mình biết, ví dụ mình đi ra mình đi tới đó mình tạo thấy người bồn chồn mình nhớ gì đó nhưng mà thôi mình về để mai đi cũng được, ví dụ vậy. Chứ còn nếu mà mình đã tới nghiệp nặng của mình nó lọt vô rồi đó thì không ai cứu được ai đó, mình nhớ chuyện đó. Không ai cứu được ai đó, mình chỉ giúp thôi, giúp tạo một số cái điều kiện để cho chính cá nhân người đó, nghĩa là làm cách nào để chính cá nhân người đó tạo một cái năng lực để chính năng lực đó giúp họ được hay không đó. Ví dụ như là mình rớt xuống đi, rớt xong mình không biết lỗi đó. Thì người đó cứu mình là cứu gì, mình có cầu ai cũng không cứu đó. Nó thật sự ra ví dụ như bây giờ nói có cái vị nào đó có tâm từ này kia nghe nói cứu sao tại cứu có người một cái tờ thiền lên đên giữa biển chìm nội nó cả mấy trăm người chết hết trời sống mọi người nói là tôi niệm cái bà đó bà cứu tôi, bà đó bà có năng lực thì bà cứu hết đi chứ sao cứu người hai người thôi nha, nên chuyện cứu là không có đâu, không ai giúp được ai giống như mình. Mình muốn giúp một người mà rớt xuống nước mình giúp một cái không phải mình lội ra để mình vớt người ta cái đó coi chừng cả hai cùng chết, mà mình có thể mình tìm cái gì đó gần mình quăng xuống để cho người ta chọc cái đó thì cái đó là cái cách cứu, nhưng mà cái cách cứu đó là với điều kiện đó là cái người kia có khả năng, tức là không phải cái khả năng mà giống như mình nói là có khả năng thần thông này kia giờ cũng có đâu đó, nhưng mà ta tạo điều kiện để cho mình dùng cái năng lực của mình để mình sinh tồn mà thôi. Chứ còn mình nếu mình nguyện để cho cái người nào đó có năng lực mà giúp đỡ mình đó thì cái chuyện đó ngay trong kinh điển chúng tôi cũng không thấy, bởi vì mình gặp tai nạn mình gặp điều kiện gì là do cái biệt nghiệp của mình, cái biệt nghiệp của mình mà nó xảy ra rồi đó, mình ở cái chỗ mà bao nhiêu người sống còn mình vẫn chết như thường thì thấy nhiều tai nạn với nhiều người, nhưng mà chỉ có một vài người bị nặng vài người bị nhẹ có người thoát là dễ chứ không phải không, ví dụ cộng nghiệp ví dụ quý vị thấy lâu lâu rớt máy bay một vài người sống là vậy đó, cái biệt nghiệp họ quá mạnh thì họ sống được, họ không cần cầu ái đó. Thành ra thường thường mình nên nhớ là khi mình làm cái gì ác thì cái hậu quả xấu tất nhiên, mà mình làm cái tốt đó, thì cái hậu quả nó phải chắc chắn là nó tốt. Còn mình làm cái đó như thế nào thì tùy theo cái xã hội mình đang sống đó. Thật sự ra cái xã hội này mình đang sống như gì nào ở Mỹ đâu biết, xã hội mình đang sống đó thường mình tạo cái thiện nghiệp nó nhiều lắm, nhưng mà rất tiếc là mình khi mình tạo thiện nghiệp cái tác ý là tạo thiện nghiệp của mình nó không có, hoặc là không họ không biết cách để làm cho cái năng lực của cái thiện nghiệp họ làm đó nó thêm năng lực nhiều, họ không biết. Ví dụ khi mà lãnh cái chất lương ra là nó đã trừ thế rồi, trừ bao nhiêu đó ha? Tức là mình đã làm cái việc thiện tức là mình đóng thuế đó à. Bởi vì chính phủ lấy thế để làm gì, giúp những người nghèo giúp những người tai nạn giúp hoạn nạn chỗ nào, ví dụ như nước Mỹ cái gì thấy chỗ nào tay bay dạ gửi này kêu chồng họ đều gửi tiền hãy giúp, thì tiền đó từ đâu, từ trong lòng mỗi con người dân đó. Thì đó là cái thiện nghiệp, nhưng mà rất tiếc nó yếu, thành là khi nào mình có tai nạn mình được được thay qua đang khỏi thì nó cũng không có giúp nhiều. Còn cái người mà biết trước khi làm mà biết trong khi làm với sau làm biết thì cái năng lực nó mới nhiều, thì từ cái năng lực đó nó giúp mình cho mình không cần kêu nó cũng giúp. Bởi vì cái nghiệp nào mà mình tạo rồi đó tức là mình là chủ, mình là nô lệ cái nghiệp đó. Mình thường mình nói ngược rồi, mình nói mình là chủ nhân của cái nghiệp mình đã tạo, không phải mình chưa tạo thì mình là chủ nhân đó, nhưng mà tạo rồi mình là chủ, là nô lệ của cái nghiệp đó. Mình là nô lệ nghiệp tốt thì mình được ăn vui, mà nô lệ nghiệp xấu thì mình phải khổ đau trong từng nào đến lõi. Thành ra trong đời sống hàng ngày rồi mình ráng ráng làm tạo nhiều điều kiện tốt vậy đó, thì khi nào mình có chuyện là nó tự động nó đi tìm mình chứ mình không có tìm nó, mình nhớ chuyện đó. Tìm mình thành ra nó tìm mình đó, nếu nó đủ năng lực thì nó giúp mình thì tai qua nạn khỏi, chứ mình đừng hy vọng ông thần ông trời nào trên kia không có đâu, nếu ông trời ông có chuyện gì thì chắc ông cứu được ổng không đi cứu cho mình à, phải không? Nếu mà cứu được họ thì họ lên họ có thần thông họ đâu có chết chứ giống như thế này đâu, không có.
Thành ra chỉ có cái nghiệp cá nhân của mình là nô lệ nó tới giúp mình thì mình tốt, mà nó không giúp mình thì mình ráng mình chịu thôi. Nhưng cái quan trọng của mình là mình nó có giúp hay không giúp mình, đã tạo thiện nghiệp nhiều hơn ác nghiệp. Nhưng mà chúng sanh nó ba cõi sáu đường này, tại sao cái khổ là tại vì là tạo ác nghiệp nhiều hơn thiện nghiệp. Nên nó hàng ngày mình tạo ác nghiệp rất là nhiều mà mình cứ tưởng mình ngon. Thì chúng tôi nói nhiều lần rồi đó quý vị, cứ nghĩ từ sáng tới chiều 12 cái tâm bất thiện nó phát sinh nhiều hay là nó phát sinh ít, thì chỉ nghĩ gì quý vị biết liền à. Trong vòng một ngày đó 12 cái tâm bất thiện với 8 cái tâm thiện, cái nào phát sinh nhiều hơn, thấy không? Mình thật sự ra trong 8 tâm đại thiện phát sinh chỉ được 4 là nhiều, lý trí thôi chứ không được cái kia nữa. Mà mình ít mà làm mà muốn cái quả nhiều, thành ra vừa làm thiện mà vừa tạo ác nữa, không? Chứ còn nếu mà mình làm thiện cái giàu rằng ít mà mình không tạo nghiệp ác thì nó vẫn tốt, nhưng mà chúng sanh mà không tạo nghiệp ác chuyện đó không thể xảy ra được. Cho tới bậc tâm có khả năng tạo, nhưng mà những cái ác nó không đưa đi 4 đường ác đạo mà thôi, chứ mình tạo ác được ác đi ác nặng lắm, ác đi 4 đường ác đạo mà thật sự ra. Quý vị để ý đừng nói gì, ví dụ vô cái room, có những cái room mà đề tên room Phật pháp đàng hoàng, nhưng mà vô đó nghe là phải bỏ chạy thôi, chứ ở nghe càng chết chóng, thấy không? Là mỗi cơ hội nào cũng đều có thể là tạo việc ác được hết. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, sa thủ con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Dạ, cảm ơn Phạm Vương cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con nghe ngài nói cái rung mà bỏ chạy. Trước đây con hay vào cái rung đó lắm. Để con tìm đề tài để con hỏi. Con qua đó thì con có rất nhiều cái đề tài để con hỏi ngài. Nhưng mà từ lúc ngài dạy con là không có nên đi vô những cái chỗ như vậy. Làm cho tâm mình nó không được an ổn. Mình bất bình là mình tâm sân. Từ ngày con nghe ngày dạy tới nay con không dám chui vô nữa. Dạ, con không dám chui vô mà con chỉ để ý những cái bài pháp ở những chỗ khác, rồi con để có câu hỏi để hỏi ngài thôi, không dám chui vô đó nữa. Dạ, Nam Mô Bích Thầy giá. Dạ, con thấy câu hỏi của Siddharman con xin được đọc vào. Dạ, cho con hỏi, khi làm được những thiện sự thì nên nhớ hay quên? Vì nếu nhớ là mạng, nếu quên thì không có thường nghiệp. Dạ, Nam Mô Bích Thầy giá. Dạ, con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy giá, kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị, khi mình làm được việc thiện rồi thì mình đã nhớ, mà phải biết cách nhớ chứ. Mình nhớ để mình đem so sánh như người khác thì cái đó mới là mạng, còn mình nhớ đâu phải để so sánh. Khi mình làm được việc cái một việc gì thiện rồi đó, mình nhớ lại như thế nào đây được gọi là thiện pháp. Mình nhớ với tư cách là mình niệm về thí, niệm thí quý vị lật thanh tịnh đạo ra trong 40 đề mục của thiền chỉ đó. Có đề mục niệm thí đó, tức là liên quan tới cái việc thiện của mình làm. Thì mình nói biết khi nào mình nhớ vậy, tức là mình tạo thêm năng lực cho nó, chứ còn mình quên đó, nó vẫn có khả năng nó cho quả tốt chứ không hay không, nhưng mà khả năng nó rất là hiếm. Thường khi mà người Phật tử đó, mình làm việc thiện thì có hai chuyện nên nên làm, nghĩa là cho người đã mất và cho chính mình. Cho người đã mất gọi là hồi hướng, cho chính mình gọi là nguyện. Thì khi mình nguyện vậy đó, nguyện để làm gì, thì cái lúc đó là cái có thể chuyện xấu xảy ra. Bởi vì cái lời nguyện của mình đó, nếu mình nguyện để đi ra khỏi luân hồi thì cái lời nguyện đó là ba la mật, còn mình nguyện để được luân hồi thì cái lời nguyện đó tức là thấp kém. Đó, nguyện để luân hồi là nguyện như thế nào, nguyện kiếp sau để trở thành người đẹp hoàng vũ, nguyện kiếp sau để trở thành người giàu nhất xứ nào xứ mà mình sanh ra đó.
Thì khi mình nguyện vậy đó, tức nguyện với cái gì, với tâm tham, hoặc khi mình có ác pháp thì chắc chắn là cái đó là xấu chứ không phải là tốt. Còn mình nguyện là để nguyện như thế nào, nguyện đi nhờ cái thiện pháp mà chúng tôi làm đây để dẫn dắt chúng tôi đi ra khỏi ba cõi sáu đường của luân hồi này, thì cái lời nguyện đó đó nó trở thành thiện pháp, mà là thiện pháp ba la mật, bởi vì nguyện để đi ra. Nó phải biết, không biết là người cũng nguyện vậy, mà biết thì đi ra, mà không biết thì đi trở vào. Đó. Còn cái thứ hai đó là khi mình làm rồi mình nhớ nhớ như thế nào, mình nhớ để mình so sánh với cái người ngày hôm qua đã đứng kế mình, là mà lúc mình làm việc thiện đứng kế mình, mà cái mặt đó, nó thấy mình làm thiện pháp rồi nó kênh mình làm thiện pháp mà không nhớ, để cho thiện pháp nó có năng lực mà nhớ mà cái chuyện tào lao bỏ công bỏ của ra để làm việc mà lỗ vốn. Cái gì nó nhớ gì đi đầu tư và tối thiểu phải được lời, mà không được lời thì phải về vốn, chứ đi đầu tư lỗ vốn là không có nên. Bởi vì thắc ý ba hay bốn thời của mình mà nó có cái ác pháp nó chèn vô, tức là bạn đã đầu tư lỗ vốn. Khi nào cả ba bốn thời đều là thiện pháp thì đó là sự đầu tư có lời hoặc là huệ vốn. Cái đó là tùy mỗi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, sa thú. Con thấy Thích Trà Men đã dạ rồi. Dạ, có nghĩa là đã tri ân Ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, cảm ơn câu hỏi của Thích Trà Men đấy. Cho Nhục Quỳnh được học nha. Để khi mỗi khi mình làm thiện pháp. Dạ, cảm ơn câu hỏi của cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, con xin được đọc câu hỏi của cô tu nữ Tệ Duyên ạ. Bạch Ngài, con thấy có một vị sư đi tu thiền ở Miến Điện. Khi về Việt Nam, vị này giống như người bị mất trí, đi lang thang trong chùa vài ngày. Vị đó hoàn tục, kính thỉnh Ngài khai thị cho chúng con hiểu rõ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, dạ con kính nhân mít đến Ngài ạ. À. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Gia Kinh Bạch Chư Tổ Huyền Dạ Kinh Thưa Chư Quý Vị. Cái tên đó là lịch sử lạc thiền. Lạc thiền nó có nhiều cái chuyện đưa tới lạc thiền lắm. Thứ nhất là không có thể là gì đó do ngôn ngữ là mình không hiểu rõ cái lời của cái vị thiền sư mà giáo huấn cho mình. Cái thứ hai là mình không có khả năng về pháp học. Thành ra mình tưởng tượng giống như tưởng voi tưởng không người lái thì nó làm cái tâm mình nó vậy đó. Bởi vì quý vị nó nhớ thiền đó là một loại thiền pháp, nếu đi đúng đường thì bất khả tư nghị, mà đi sai đường thì cũng bất khả tư nghị giống nhau. Thành ra muốn học thiền là mình phải biết một căn bản về pháp học, và sau đó gặp vị thiền sư thứ thiệt mới được. Vì thiền sư tới thiền họ sẽ hướng dẫn mình qua cái điều kiện học hành của mình, vô mình trình bày một số điều kiện học hành mình để ông thiền sư đó ông đoán. Vì thiền sư nói nếu mà bậc thánh thì không đoán, nhưng không phải bậc thánh ta cũng đoán đoán ơi cá tánh gì này như thế nào, điều kiện nào thích hợp, đối tượng nào có thể giúp được. Thành ra thường thường á, tại sao bắt trình pháp, gì nào có từng đi trình thiền biết bắt trình pháp là gì, để họ biết cái cá tánh của mình nó như thế nào để họ có thể thay đổi đối tượng cho mình, chứ không giống như đối tượng lúc ban đầu. Ngày xưa giờ thầy Đức Phật khi ngài tượng cho các người mà đi vô tu đó, cho đối tượng rất là rộng rãi, nghĩa là mình đọc thì ngắn nhưng mà cái cách hành nó rất là rộng rãi, tức là kệ xả lâu mà nó khả thành ta tại chỗ đó. Tóc lông móng răng da đó. Bởi vì tóc lông móng răng da đó là cái loại đối tượng có thể hành thiền chỉ được, cũng có thể hành thiền minh sát được. Rồi mấy ngày sau đó thì bắt đầu vị thầy đó mới cho trình pháp, thì khi trình pháp thì cái sự biến đổi của cái đối tượng mà từ đầu đó
sẽ nói tới cái cá tánh của quý vị đó, nói tới cái điều kiện của vị đó, thì người ta sẽ là người ta cho cái đối tượng khác để thay đổi những cái đó, những cái mà trục trặc của cái vị đó, cái vị thiền sinh đó. Mà khi như vậy thì cái người nó mới có sự tiến bộ, thì nó mới đi thẳng đường được. Còn vô mà mơ màng nghe không hiểu rồi cái tối ngày cái làm chuyện không, tối ngày cái hết phòng rồi xẹp, hết xẹp rồi phòng, phòng riết phòng nó không xẹp điên. À, thành ra phải chuẩn bị thì cái tình trạng cái gì đó có thể là vậy đó, không có pháp học, ngôn ngữ không thông, rất là nguy hiểm. Quý vị nên nhớ là bởi vì nói thật sự cho quý vị đi vô đường thiền mà ông thiền sư không nói được cái ngôn ngữ của mình nói ngôn ngữ của mình rồi có người dịch ra tiếng Anh, từ người dịch từ tiếng Anh mới dịch ra tới tiếng Miến Điện hay tiếng Thái thì thôi, chứ làm sao nó chính xác được, quý vị thấy không? Mà khi nó không chính xác thì cái chuyện mà mình đi lạc đường bây giờ chuyện bình thường. Xin thưa quý vị một điều là quý vị nên quan sát nghe nào, nó có bản đồ trong tay vẫn đi lạc đường như thường, tức là có mặt đó, vẫn đi lạc đường như thường, thì mình đừng có tưởng mình là thứ thứ thiệt, không có bản đồ mà cũng có thể đi đúng đường, cái chuyện nó không thể xảy ra. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, sa thú đành thay chúng con thành kính đảnh lễ, tri ân câu hỏi của ngài đã trả lời câu hỏi của cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, một cái thực chứng, dạ, để cho đạo tràng được học. Câu hỏi này rất là thực chứng, tại vì con cũng thấy nhà có một lần con đi qua trường thiền hiểu cái gì hết, dạ, mình ngồi ngồi cũng không ai nói tới tên mình, rồi cũng không ai dạy mình gì hết, nên là con thấy câu hỏi của cô tu nữ Tây Duyên này rất là thiết thực trong cái cuộc sống tu tập. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, con hành kính đảnh lễ tri ân ngài và cũng cảm ơn câu hỏi của cô tu nữ Tây Duyên. Dạ, Nhật Quỳnh đã thấy câu hỏi của Xích Duyên, để cho Nhật Quỳnh sẽ đưa lên đọc và sẽ hỏi ngài. Dạ, cảm ơn câu hỏi của Xích Duyên nha. Bạch ngài, ở đời này hiện nay con thấy rất nhiều người bị hại như thư ếm hay dùng pháp hại. Bạch sư, cách tu tập nào để cho tụi con ngăn ngừa hay thoát ra khi bị hại? Con kính xin cảm ơn ngài. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, bất cứ cái pháp hành nào mà làm cho cái niệm phát sanh và cái niệm nó có năng lực thì đều có thể tránh khỏi những cái việc như vậy. Bởi vì khi mình thất niệm là cái tâm mình nó lọt vào ác pháp, mà khi nó lọt vào ác pháp thì có cái anh chủ ác pháp là anh vô minh đó, che đậy những cái sự thật, thành ra mình bị lừa, bị vô cái chỗ mà mê sai này, cái này chính hết. Thành ra tập tập để cho cái niệm nó có phát sinh mà nó có năng lực thì sẽ tránh được những cái chuyện mà dùng bùa chơi chú để hại nhau. Còn khi nào mà nó không có thì chứ thường nó đưa tại đưa qua đưa lại, mình suy nghĩ gì cũng được, mình mơ mơ màng thì nó mới làm gì được. Còn khi nào mình cũng tỉnh táo thì chắc không có làm được. Thành ra mình tìm cái chỗ nào mà có thể dạy mình tập để cho cái năng lực của niệm nó phát sinh và nó có năng lực mạnh thêm thì sẽ tránh được những cái điều mà những cái người mà được hỏi như vậy. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Dạ, Xích Duyên có nghe được câu trả lời của ngài không, Xích Duyên?
Dạ xin chuyện là kính tri ân ngài. Dạ Nam Mô Bích Thầy. Dạ Như Quỳnh kính mời bằng tay và mời những câu chích chắc của quý vị ạ. Dạ cảm ơn câu hỏi của Xích Duyên. Dạ trong khi con chưa thấy câu hỏi, chưa thấy bằng tay, dạ ngài cho con hỏi thêm về cái câu hỏi của Xích Duyên. Dạ thí dụ như thường á, con thấy ví dụ một là mình làm ăn thất bại, hai là chồng vợ có bầu có bịch, mà nhất là chồng, dạ có bầu có bịch hoặc có vợ nhỏ, thì mình thường bị cái vấn đề như Xích Duyên đưa lên là bị bùa chú để người ta hại mình, thì cái người làm bùa người ta hại mình, mà theo con thấy á, thì do khi đó mình quýnh lên rồi, ai chỉ mình đi ông bà thầy kia gì đó, đi lại đó đi, rồi sẽ người ta cho bùa mình làm ăn được, hoặc là người ta sẽ cho bùa để kéo chồng mình về. Nhưng mà ngược lại thì con thấy là cái vấn đề này nó rất là khó, mà như ý mình, mà mình có những cái người thầy bùa thầy ngải đó đó, dạ hại mình nữa, là có nghĩa là mình phải chung tiền hoài, còn mình không chung tiền là có ngày con có thấy có người cũng bị điên luôn vì vì cái bùa ngải này. Thì bạch ngài, thí dụ như con đi, giờ con làm ăn thất bại hoặc chồng con có vợ bé đi, thì con phải giữ tâm như thế nào, tu tập như thế nào để mình không có bị những cái vấn đề này xảy ra bạch ngài. Dạ con kính nhân mít đến ngài, ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bích Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị, mình đâu không cần tìm thầy mấy trường hợp, không cần tìm thầy bùa thầy pháp gì, dẫn ra ngoài cái chỗ city đó, ký giấy đi luôn đi, mình trả quán hồn đi nè. Tại vì mình lo rồi mấy cái tay rồi đó, có bùa có ngải nó vào vô, ví dụ mình làm hại cả chồng cả vợ chi vậy, phải không? Mình tỉnh bơ đi chứ, tại vì mình tiếc thành ra chúng mới lợi dụng cơ hội đó, ăn thua gì đâu, phải không? Chỉ cần vậy thôi, giống như mấy ông sư vậy đó, chẳng có ai thì vô tính đến chuyện cua gì hết đâu, trừ phi mấy ông mà có tiền có đồ thì mới chúng vô nè, thả về nó ấy để nó kiếm tiền đâu vậy, nó kiếm từ gì ông, mà tại vì ông không chịu tập niệm là ra ông thất niệm nó mới giật ông, rồi nó dẫn ra ngoài lấy hết tiền, nó đã thích chuyện vô tu trở lại vậy, thấy không? Thực sự là mấy đó, tại vì mình sợ mất, sợ mất, sợ chồng bỏ, không ai nương nhờ này kia, chồng mình nếu mình sống được với chính mình thì mình không có khe, còn biểu không đi ra ký giấy cho sớm ông còn sợ thêm chứ mắc gì, mình làm bộ mình sợ rồi đó, ông mới tiến tới thôi, thấy không? Cái thứ hai nữa đó, mình cứ suy nghĩ về anh biết à, ngày mai kiếp sau cái nào tới trước thì cái chuyện bây giờ ông đi đâu kệ ông, chứ chưa chắc gì mình sống tới ngày mai đâu, mình lo chuyện xa vời vậy, thấy không? Anh đó mấy cái đó cứ tỉnh bơ đi, đừng bao giờ suy nghĩ tới, ông đi ông buồn, ông đi cho đã đời, ông xài hết tiền rồi ông trở về chứ không có gì đâu, còn nếu ông trở về đi luôn thì mình còn khỏe nữa, tại mình lo xa quá rồi mình khổ. Được, thế có những người ta thấy mình khổ người ta nói cho bùa này cho bùa kia chi vậy. Nếu mà thật sự ra đó, cái chuyện mà quý vị thường đi ra ngoài thì khổ thế, cho ông đó ông coi bói cái chừng nào có tiền, cái đó là tào lao nhất á. Nếu ông coi mình được, tại sao không coi ông coi chừng nào ông ấy mà ông ra ngoài đó ông ngồi ngày này tháng nọ để ông kiếm từng đồng vậy. Nếu mà ông biết ngày nào để ông coi tay ông biết vài ba chục ngày nữa là mua số đó thì ấy, thì mắc gì vậy, phải ra ngồi đó phơi nó dầm lắng quay lên kiếm từng đồng nuôi mạng vậy, phải không? Mấy cái chuyện đó nó không có phải không có cái gì mà là cái foundation, là cái sự thật gì đó, phải chúng sanh có anh vô minh đang kênh che đậy những cái sự thật gì đó mình mới khổ vậy thôi. Thành từ ra tới mình có khổ có bị gì đó, mình vô chùa là mình xin ông sư cho con bài kinh, nó dạy tụng, nó tụng riết bảo đảm ông nghe ông cà chấn đó, mọi người về ông nghe mình tụng kinh với thầy mộ,
không biết mình thứ thiệt rồi thì ông không dám làm bậy nữa đâu, còn nếu mà mình trên thì nghĩ ông làm bậy thêm, bởi vì ông biết mình sợ mất ổng, còn về mình tính bơ mình đấu với ổng nên là ổng mới sợ mất mình chứ. Người nào có gan đâu bữa nào thử rồi cho chúng tôi biết kết quả ha, thử xong rồi vô rung chửi chúng tôi đó chắc mệt mồ cái tay ra. Dạ, sa thú, dạ con thành kính tri ân Ngài đã trả lời câu hỏi của con. Dạ, con tri ân Ngài rất nhiều. Dạ, con thấy câu hỏi rồi của Giang Nhật Hạ. Dạ, con xin được dạ cảm ơn Sisterman cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu, nó cứ té đùng đùng hoài. Dạ con xin đọc lại. Bạch Ngài, xin Ngài chỉ dạy chúng con nên làm những công việc Phật sự gì vào những ngày đầu năm. Có nên đi hành hương thăm viếng những ngôi chùa xa để kết thiện duyên không ạ? Nam mô Bích Tha, dạ dạ con kính dâng bích đến Ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn giả, kính thưa chư quý vị. Chuyện này chúng tôi nói hoài lặp đi lặp lại để gì mà chưa nghe cái gì nghe. Chúng tôi qua đây thì không có nhiều ngày lễ ngày nghỉ. Thành ra nếu có bất cứ ngày lễ ngày nghỉ nào thì cái việc mà mình nên làm á là đối với cái người mà có cái ân đức sâu xa với mình. Mà cái người mà có ân đức sâu xa mà được Đức Phật tán dương khi mà mình lo lắng phục vụ cho người đó, thì không ai hơn cha với mẹ mình cả. Còn cả hai tốt, còn một trong hai thì vào những ngày để mình có dịp nghỉ đó, mình nên tạo cơ hội để cha hay mẹ của mình, người chưa có đức tin sẽ có đức tin, người chưa biết giữ giới sẽ làm thế nào để biết giới, người mà tà kiến làm thế nào để họ không còn tà kiến nữa, và người làm những người đó có trí tuệ, thì đó là những cái điều mà mình nên lo cho ai cha cho mẹ, bởi vì cái đó là cách phục vụ hay là tối thượng trong cuộc đời của mình. Chứ giờ mình đi chùa đi chiền đi xa đi làm gì, tại vì hai người đó là hai cái người mà mình cần phải lo. Thì thưa quý vị, chúng tôi nói cái này nhiều lần có lẽ quý vị không có thích, nhưng mà chúng tôi cũng xin lặp lại, bởi vì cái người đó, người mình gọi là mẹ đó, và người mình gọi là cha đó, và cái ngày mình ra đời là hai cái người mà đổ máu ăn bệnh da xẻ thịt để mình có được cái sự sống trong ngày hôm nay đó. Nhiều người, nhiều bà mẹ đã phải hy sinh để con mình có sự sống, nhưng mà tới nhờ những ngày nghỉ ngày lễ ngày sinh nhật của mình cái lo đi nhậu đi làm phước chỗ này chỗ nọ, trong khi cái người mình đáng nên làm phước nhất á chỉ có cha với mẹ mà thôi. Thành ra bất cứ ngày lễ nào họ gọi tên gì đó, nếu được nghỉ nên dẫn mẹ đi tới những cái nơi để có thể phát triển đức tin, để có thể giữ giới, để có thể từ bỏ tà kiến và để có thể làm cho trí tuệ phát sinh được, thì đó là cách tạo phước lớn nhất mà các bậc thiện trí rất là tán dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thủ lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân. Ngài trả lời câu hỏi của Giang Nhật Hạ để cho con có thể học để hành xử cho nó đúng pháp của một người Phật tử. Dạ, con kính tri ân Ngài rất là nhiều. Dạ, tiếp tục thì con thấy có hai câu hỏi. Mà câu hỏi cô Tuệ Duyên đưa sau thì cô Tuệ Duyên chờ một chút.
Dạ, chờ một chút, Nhật Quỳnh sẽ đọc câu hỏi của Thính Pháp trước. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh xin phát cái câu hỏi của Thính Pháp, Nhật Quỳnh đọc trước ạ. Bạch Ngài, cha mẹ lâu ngày gặp lại con cháu rất là mừng vui. Đây có phải là tâm bất thiện đầu tiên không thưa sư? Dạ, con kính nhân mít đến Ngài. Nam mô Bổn Sư Thầy, dạ, kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư vị. Nói chung là những người không có học được Phật pháp hoặc không học Phật pháp đúng mức thì những cái sự mà mừng vui, những cái sự thỏa thích trong những cái điều kiện mình mới có thường thường đều là tham, tham. Bởi nó đó là cái nhân mà nó đưa tới cái sự khổ mà tại vì mình không để ý thôi. Ví dụ cha mẹ mừng vậy đó mà lỡ đứa con nó có cái thái độ gì mà không có đủ để cha mẹ mừng, để đáp lại sự mừng vui đó thì chắc chắn là phải giận rồi. Phải không? Phải chửi con mà. Thứ tào lao, tao gặp mày tao mừng, hôm nay gặp tao mày làm người dân rồi này kia dòng. Đó là những cái chuyện mà mình biết chắc chắn. Thành đó là cái chuyện mà giống như chúng tôi nói nãy, thì làm thế nào để cho cha mẹ biết được những cái điều mà cần phải biết. Đó. Biết bố thí, biết trì giáo, biết làm gì đó thì khi mà gặp con mình mừng thì cái sự mừng đó đưa tới một cái sự mong mong mỏi là nó chắc nó sẽ dẫn mình đi làm phước, nó sẽ dẫn mình tới gặp sư đó để mình nghe pháp này kia, chứ còn không có dù mừng con nó về thế nào cũng mua quà cho mình rồi này kia xong ha. Hai cái đó là hai độ khác nhau, thái độ của người hiểu biết khác và cái độ người biết khác. Thành là mình làm thế nào để cha mẹ mình có sự hiểu biết, cha mẹ mình có khả năng để tạo thiện pháp. Dù rằng xa con xa nhưng con nó về nó biết cách để giúp cho mình tạo thiện pháp. Thì cái sự kính trọng, cái sự thương con và có thêm sự kính trọng nữa đó. Chứ còn không chỉ thương, không xương 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 đó thì cái đó nó dễ mất lắm. Bởi vì mình thương xuông mà thương mà không có trí tuệ thì nó dễ đưa tới cái sự hiểm hạnh về sau. Nên là mình phải làm cái gì để cho nó là cái nhân để thiền pháp có thể phát sinh vậy sao được, thì cái đó là cái công việc nên làm. Thì thành ra lâu lâu cha mẹ mình có cái dịp gặp lại hoặc cha mẹ có dịp gặp con cháu thì con cháu nên đưa cha mẹ đừng có đưa đi chơi, đi ra ăn bít tết rồi này kia, đi tới chỗ nào mà có thể tạo được phước báo, có thể gặp được những bậc thiện trí để cho mình một số cái lời khuyên ăn là khuyên của các bậc bậc trí thì cái đó mới là quý. Chứ còn nếu mà gặp nhau thì giống như bạn bè xa tới gặp nhau là đi ăn bữa tiệc rồi xong hỏi mẹ giờ có gì vui không thì mẹ cười cười cái con dẫn mẹ vô chỗ bỏ 25 sen kéo và rộn ra rồi này kem sùng đây cho mẹ vui thì cái đó không có nên, còn là tùy theo cái điều kiện của mình đó. Mình không cần đi chùa nhưng mà gặp cái bậc nào có thể nói những cái điều hay lẽ phải mà được học từ cái bậc mà trực trí đó, thì nên làm việc đó hơn là dẫn đi ăn bếp tắc hay là đi casino ha. Nó mua cái thời gian. Nam mô Bích Tha giá, dạ con thấy chính pháp đã xa thú ngày rồi, dạ chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài, dạ cũng cảm ơn câu của chính pháp. Dạ con xin hỏi câu hỏi của cô tu nữ Tỳ Duyên ạ. Bạch ngài, người có quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng khác với những người không quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Như Quỳnh thêm câu nữa như thế nào hả? Dạ, như thế nào? Kính thỉnh ngài khai thị cho chúng con hiểu. Dạ, đúng rồi. Dạ, dạ Nam mô Bích Thai giá. Dạ, con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bích Thai giá, kính bạch chư tổ này, dạ kính thưa cho quý vị. Quy y như là mới biết quy y như thế nào. Quy y Phật mà không biết Phật là gì. Quy pháp là gì? Quy tăng tứ tăng gì? Thì người quy y như vậy cũng so với người không quy y Phật, không quy y pháp, quy y tăng giống nhau. Bởi vì cũng là hai người vô minh nhiều.
Và quý vị là thì quý vị biết thì mới mới có lợi, mà không biết thì cũng giống như không làm. Vô chùa cái ta dạy đọc cái đây gì đó, cái ta đưa cái bằng hay chúng tôi nói hoài đó cái lòng phái cái gì đó gặp xuống đó rồi được gặp duyên dương, được khoe khoe là bảo đảm vô chảo rồi chắc. Thành ra muốn muốn được gọi là người cần sinh nam quyền nữ trong giáo pháp này đó, phải biết vi Phật là làm gì, vi pháp là làm gì, vi tăng làm gì thì mới gọi là người có những cái có tam quy. Còn nếu mà lặp lại cái miệng không biết Phật là ai, không biết pháp là cái gì, mà không biết tăng là như thế nào thì giàu có quy thì cũng giống như không có quy mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, sa thú, con thành kính lãnh lễ tri ân. Dạ, cô tiêu nữ tỳ duyên con trước mãi không cô? Dạ, cô còn trước mãi không? Cô có nghe được âm thanh của Nhật Bình hoặc là âm thanh của Ngài không cô? Dạ, con thấy cô tu nữ tỳ duyên đã kính tri ân Ngài. Dạ, Nam Mô Bích Hai Gia, dạ, cảm ơn câu hỏi của cô tu nữ tỳ duyên. Dạ, có quy Phật, quy pháp, quy tăng mà mình không hiểu ân đức của Phật pháp tăng thì mình cũng không có lợi ích phải không bạch ngài. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, dạ kính mời đạo tràng. Dạ cảm ơn cô tu nữ tỳ duyên nghe nhận biết được tín hiệu. Dạ Nhật Quỳnh kính mời bàn tay và mời những câu chết chát đi quý vị. Dạ còn có hơn 20 phút nữa thôi quý vị ơi, tranh thủ đi để ngài cũng rất là cực khổ về cái máy vi tính để vào đạo tràng trả lời những câu hỏi của chúng ta thì chúng ta phải phải lo móc túi ngài. Dạ Nam Mô Bích Tha Dạ. Dạ con chưa có thấy câu hỏi. Ồ, mến chào Diệu Minh về vào đạo tràng. Dạ bạch ngài, nhân cái câu hỏi của thính pháp đó thì ngài cho con hỏi ngược lại một chút. Dạ thí dụ như bây giờ cha mẹ mình lâu ngày gặp con cháu thì mừng vui, đây là có phải tâm bất thiện đầu tiên không? Nhưng mà ngược lại thí dụ như bây giờ con cái nó gặp mình, như con đi nói cho dễ hiểu, nó gặp mình nó mừng vui rồi là nó muốn mình ở chung với nó, mà mình thấy rằng mình ở chung với nó thì mình sẽ không tu tập được, mình không có làm được thiện pháp tại vì mình phải bắt chạy theo đời thì mình từ chối, mình không có gần gũi nó. Như vậy mình có tạo ác nghiệp như thế nào không bạch ngài? Như vậy mình có phải chối bỏ cái bổn phận của mình không? Và theo như Phật pháp thì con phải ứng xử như nào để lợi ích cho mình và cũng lợi ích cho con cái. Dạ con kính dâng mít đến ngài, ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bích Tha giá. Một với thà dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị, thật sự ra đó cha mẹ thì chỉ có sanh ra phải nuôi nó đồng ý, nhưng mà nuôi cho nó tới khôn lớn làm đầy đủ thôi, chứ còn mình nuôi nó là cái lớn rồi mình nuôi nó hoài rồi trong Alo, quý vị nghe lại chưa? Nó cho mình rớt mic rồi. Quý vị nghe lại rồi không?
Nên là cái nét bên này nó giật mình hoài. Thật sự cha mẹ thì cái bổn phận mình nuôi ra nó lớn khôn thôi, đầy đủ cho nó đủ cái phương tiện để nó ấy rồi gả chồng gả con gả vợ cho nó thôi. Chứ còn cái chuyện mà khi nào nó đã trưởng thành rồi đó thì cái bổn phận của nó là đối với cha mẹ chứ không phải mình đối nó đó. Thành ra nếu mà mình thương con cái kiểu đời đó, con lớn cách mấy thì giờ mình cứng có theo rồi nó nhờ nuôi cháo nuôi đồ này kia sùm nó, tức là mình giúp cho nó làm bậy chứ không phải là mình thương nó nữa à. Tới lúc đó là nó phải có điều kiện nó thương nó lo lại cho cha cho mẹ chứ không phải là mình tổ ngàm cứ làm như vậy. Thành ra cái chuyện mà nó đầy đủ rồi đó, nếu mà nó mời mình về để nó lo rồi này kia sùm nó, mình thấy cái điều kiện có thể được có thể ấy, chứ còn về nhà là coi chừng nhà giữ con giữ cháu cho nó rồi này kem sùm, cái đó là nó là mình tạo giúp cho nó tạo nghiệp ác đó. Bởi vì con á, cha mẹ nuôi con lớn khôn này kia đó thì cái đó là nhiệm vụ, còn con cái đó lo cha mẹ là bổn phận, hai cái khác nhau, để trả ơn cho cha mẹ. Mà cái trả ơn cho cha mẹ quý vị biết thì Đức Phật có ví dụ đó. Dạy cổng cha ra cổng mẹ, nghe là cha phục vụ cha mẹ muốn gì cũng được, lo lắng đi suốt cả cái vũ trụ này vẫn không đền đáp công ơn cha mẹ được, vậy là nhớ cha mẹ. Thành ra nếu mà mình vẫn tiếp tục cái kiểu mà sống ở đời đó, tức là mình giúp cho nó đi xuống chứ mình không giúp cho nó đi lên. Thành ra lo chăm sóc lo lắng cho nó và cho cháu trong cái điều kiện mình có thể giúp được, chứ đừng bao giờ mà nó nhờ giữ con là mình giữ cho nó, là mình giúp cho nó làm ác, mình nhớ chuyện đó. Không phải là mình không thương cháu nhưng mà đó không phải là cách thương đúng mức, bởi vì đúng ra là cái nhiệm vụ nó phải làm. Cái thứ hai đó, cái lối dạy của mình là lối dạy từ trên đi xuống chứ không có lối dạy ngược lại. Thành ra con cái sau này mình chửi nó bất hiếu là tại lỗi tại mình chứ không phải lỗi tại nó. Ví dụ như bây giờ đó mình dạy con nó đúng mức thì nó sẽ nhìn ngược trở lại, nó dạy cháu ngược trở lại qua cái thân giáo. Ví dụ bây giờ nó dẫn cháu ngoại mình hay là cháu nội mình đó ra mua cái mua áo lạnh cho nó, mua lạnh đi mua áo lạnh đó, nếu người con biết bất người con có hiếu mà biết làm đó thì nó sẽ mua thêm một cái để cho ông nội bà nội đó, hoặc là ngoài bà ngoại đó. Để làm gì? Để đem về rồi kêu đứa nhỏ nó mà mới dẫn nó đi mua đồ đó, con đi theo mẹ để dâng cho bà ngoại, để này đưa dâng cho bà ngoại với ông ngoại, thì sau này nó mua gì cho cháu nó vẫn nghĩ tới ông ngoại bà ngoại của nó thì phải nghĩ tới mình, thấy không? Chứ còn bây giờ mình cứ mua vậy thôi, mình mua cho con mình không cần nghĩ tới cha mẹ mình, thì tới chừng nó mua cho con nó, tức là cho cháu của mình, thì làm sao nó nghĩ ngược lại? Thành ra mình con phải dạy hai chiều, thì khi nào đứa cháu mình nó lớn lên nó cũng dạy con kiểu đó thì nó sẽ đi ngược lại, không có cái chịu mà để cho ông già bà già vô trong viện dưỡng lão không cần biết vậy, lâu lâu vô thăm lần là tưởng là ngon, không phải. Cổng cha cổng mẹ đi giáp cả cái núi tu di vẫn chưa đành đáp hết công ơn giống chúng tôi nãy rồi đó. Cái ngày mà mình ra đời là cái ngày cái người đàn bà đó là đổ máu đổ mủ để cho mình có sự sống, mình lớn lên mình làm thế nào để mình báo đáp được cái công ơn đó, phải không? Thành ra cái chuyện đó là mình xét lại, nếu đúng không để cho nó làm bậy được thì nên nhận lời, còn nếu không là không có nhận lời, bởi đó là nhiệm vụ của nó muốn nuôi mình, nhưng với cái điều kiện là như thế nào mà Đức Phật dạy đó, con chăm sóc cha mẹ đúng mức là làm thế nào, cha mẹ chưa có đức tin làm thế nào cha mẹ có đức tin đó. Cha mẹ là người tà kiến làm thế nào cha mẹ là người có chánh kiến, cha mẹ là người không có giới làm nào cha mẹ là người có giới, cha mẹ là người thiểu đi làm thế nào để trí tuệ phát sanh đến cha mẹ, đó là cách báo hiếu cao thượng nhất đó. Cái đó được nói tới trong Mangala Lattha Thi Bà Ni đàng hoàng đó. Và cái thí dụ là cái người báo hiếu nha, ngài chỉ đại nhất là ngài Sa Di Bồ Tát.
Tới cái ngày cuối cùng ngài biết ngài niết bàn đó, ngài bệnh như vậy đó, bệnh mà đi ra cầu ra máu, ngài dẫn về để độ mẹ. Độ mẹ để làm gì? Bà già bà Sa-ri đó, bà là người tà kiến số 1, bà chỉ có 7 đứa con đi tu hết, thành ra gặp giống Sư Liễu Tông là mấy ông đầu trọc mà cáo vàng đó. Chửi bá thở luôn. Nhưng mà thế chừng ngày về đó thì ngài là cái bậc mà thánh cỡ đó rồi, thì ba đầu hôm đó thì ông tứ đại thiên vương xuống để xin phục vụ cho ngài, bởi ngài như là bệnh xuống ra ghê gớm lên cho ngoài. Đến tới khuya rồi vua trời thích một canh cuối là Phạm Thiên xuống, hào quang rực rỡ. Thì khi bà già hỏi thì ngài mới nói sơ sơ đại khái vậy đó. Thì bà này bà mới tỉnh mộng ra, bà nói con mình mà cỡ này chắc Đức Phật còn hơn nữa. Thì bà mới ngồi và im. Thì ngài Thái vừa tả mới lợi dụng cơ hội đó nói một vài pháp ngắn, thì ngài bà đắc đạo quả tu được quần, tức là còn 7 kiếp nữa thì chấm dứt luân hồi của bà. Đó là cách báo hiếu cao thượng nhất, thì mình nên học cái lối báo hiếu của bậc thánh, chứ mình không nên là học cái cách báo hiếu theo đời. Báo hiếu theo đời đó nhiều khi mình làm không tới, nhiều khi mình làm ác không chừng đó, mà cái đó là tùy theo con những người nghĩ. Không giúp cho nó được thì nên giúp, mà không giúp nó được thì nên từ chối, chứ đừng để nó đem mình về để nó nói nó nuôi, nhưng mà nó bên đó nó tạo nghiệp ác là nó bắt mình giữ con hay này kia, xong nó có mình sẵn sàng giữ chứ mà không, nhưng mà cái lỗi là lỗi của nó. Thành ra làm phước lỗi giống. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thủ con thành kính đảnh lễ tri ân ngài rất là nhiều. Dạ, ngài đã trả lời mọi của con để giải tỏa được những cái băn khoăn trong lòng. Dạ, mình không biết nên làm thế nào cho đúng. Và bây giờ ngài đã nói thì mình phải biết làm thế nào để tạo cái nghiệp thiện cho con. Còn mình chiều theo nó, mình sẽ tạo cái nghiệp ác cho nó. Thì con rất là tri ân ngài. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, Nhục Quỳnh kính mời quý vị. Dạ, đồng hồ Nhục Quỳnh chỉ còn hơn 10 phút nữa thôi quý vị. Quý vị có thể cho những câu hỏi tiếp tục đi, để cái buổi học ngày hôm nay nó lợi ích cho mọi người, mà nhất là cho Nhục Quỳnh. Dạ, Nhục Quỳnh, những ngày của ngài Liễu Tông vào đạo tràng, Nhục Quỳnh học ở quý vị rất là nhiều. Nhờ những câu hỏi của quý vị ngài trả lời thì Nhật Quỳnh học rất là nhiều, và nên Nhật Quỳnh mong rằng quý vị có thể đưa những câu hỏi lên để ngài trả lời, để Nhật Quỳnh được học ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, xà thủ bằng tay quy nhân. Dạ con phổ biện, con thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, và con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, ngài Trí Đức cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng, và con kính lễ của tu nữ Thiều Duyên, và con kính chào đạo tràng. Dạ kính bạch ngài, cho con xin có một câu hỏi nhỏ nhỏ à. Dạ, do tiếp theo cái phần mà báo hiếu mà ngài vừa giải thích cho cô Nhật Quỳnh cũng như đạo tràng, thì thường thì hai vợ chồng con á, thì có cha con già, cha con 90 tuổi rồi, nhưng mà hai vợ chồng con thì mỗi khi mà có cơ hội thì hai vợ chồng con thường dẫn cha về chùa làm phước, hoặc là mỗi khi mà sư Pháp Trang mà đến nhà thì con cũng tạo điều kiện cho cha con làm phước cúng dường. Nhưng mà cha con thì gặp chư tăng thì hoan hỷ, làm phước thì cũng hoan hỷ, nhưng mà với điều kiện á, thì làm phước ít ít. Ví dụ như là cái số tiền mà nhỏ nhỏ thì cha con vui, nhưng mà cái số tiền mà ví dụ như đôi 300.000 trở lên á, thì cha con cũng không nói, cũng cũng vui, nhưng mà sau đó thì lại lại tiếc, lại lại tiếc, thì là nghĩ là sao cũng nhiều.
Nên là mỗi khi mà con dắt cha con, vợ chồng con dắt cha con về chùa là thường thường là con để sẵn trong đó tờ 100, 200 rồi. Nhưng mà khi mà con dơ ra trước mặt cha con là hôm nay mình cúng dường chùa là cũng dơ ra tờ 20 hoặc 50 để cho cha con hoan hỷ. Hoặc là con phải cặp ở dưới một cái phong bì khác, rồi còn cái phong bì mà để cho cha con thấy là một cái phong bì ít 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 tiền để cho cha con hoan hỷ. Thì bạch thì con làm như vậy có đúng hay là có như thế nào không, xin ngài giải thích cho con ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn, kính thưa chư vị, thì biết bố có tánh đó thì mình đưa cái bà một bà thờ của bố, bà thờ của mình, bà thờ của bà già, mỗi bà thờ khác, bà thờ bố ít thôi, để cho ông lật ra ông thấy ông vui cũng đâu để cái mình chay em. Chứ mình đưa một lần một bà thờ mình thấy nhiều đâu ấy, đưa ba bà thờ hoặc là vẫn đi thường hơn, mỗi lần ít ít mà đi thường hơn chứ có ai đâu, chỉ bình thường thôi. Cái mỗi lần mà dẫn đưa vậy đó thì nhờ chư tăng thuyết pháp về bố thí rồi này kia, để ông nói kia ông nói ông hiểu rồi đó, thì từ từ thì mới bớt được cái đó chứ. Còn cái không không từng làm tự nhiên cho nhiều thì cũng hơi đau ruột non ruột già mà lắm. Rồi mỗi lần vậy đó là bố thí xong rồi cái nếu cần thì xin tọa tâm quy trước khi bố thí, rồi sau đó xin bài pháp ngắn nói về bố thí thôi hoặc nói giữ giới thôi, đừng nói gì câu đấy, thì từ từ ông sẽ thấm như có ai đâu, phải không? Chứ còn này ông không biết hiểu thì ông cứ nghĩ là ôi cho này chút ớt ớt được rồi chứ là phải cho nhiều. Nhưng mà khi mình ta mấy sư mà giảng về pháp bố thí như thế nào nào thì ông nghe xong nhiều khi ông đổi ý, giống như là mình chết ông còn nổi giận mình nữa không chừng. Đừng có lo chuyện đó, từ từ nhờ mấy ông sư ông độ mình cho không có gì đâu. Nhưng mà làm nhiều bao thơ của ông á thì ít ít thôi, để thở lỡ ông lật ra ông thấy ông buồn. Bao thơ mình thì nhiều hơn chút gì thôi chứ có ai đâu, phải không? Thì đó, thì bởi vậy mới sẵn dịp đó để nhờ ông sư ông nói xin nhan cho ông sư biết, nói về pháp bố thí cho bố con nghe, thời ngắn ngắn này rồi về trì giới này kia thì từ từ thôi biết được chứ. Vậy đi, từ 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 mới thay đổi, chứ còn một lần mà đâu phải dễ thay đổi đâu. Lúc này chắc ở Quy Nhơn chắc thay đổi nhiều á, đi ra rời khỏi đó cũng lâu rồi, hồi xưa ở chỗ cửa vô đó đó, mô bích thầy dạ. Dạ con kính tri ân ngài, bạch ngài. Dạ cô Nhật Quỳnh ơi, con xong rồi. Dạ còn 10 phút nữa thì để cho đạo tràng ạ. Dạ. Dạ, sa thủ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã trả lời câu hỏi của Phố Biển Vi Nhân, và cảm ơn câu hỏi của Phố Biển Vi Nhân. Dạ, cảm ơn cô Tệ Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ kính mời bằng tay quý vị, còn rất là ít thời gian, quý vị nhanh tay lên để không kịp chuyến đò quý vị ơi. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ mời quý vị nhanh tay lên để không kịp chuyến đò nha. Rồi cái ngày mai là qua cơ hội không có hỏi được, để mà ngài Trí Đức thì ngài sẽ nói là chờ đi đến ngày lúc đầu rồi hỏi, lúc đó quý vị nối tiếp nha. Dạ không ai hỏi còn hỏi tiếp. Dạ Nam Mô Bích Hai, dạ bạch ngài, tuần rồi con nghe Huynh Kinh hỏi về tu. Dạ tu á, mình tu tập tốt mà là do mình có trí trí tuệ đời trước. Thì con nhớ lại có câu chuyện
gần đây, gần đây ở Việt Nam đó, con thấy có nhiều đưa lên YouTube đó là có một vị tu có mấy ngày là đã đắc đạo rồi và có thể truyền giáo được rồi. Giờ còn lại nữa thì có Phật tử binh vực rất là nhiều. Và như vậy là có phải phải là do mình tu đời trước nhiều, bây giờ mình có trí tuệ mà mình tu có mấy ngày đắc đạo không mệt ngày. Dạ con kính nhân mít đến ngài, ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, người mà tu đều đà nhiều kiếp, rất kiếp này sức trở lại thì phải trở lại vòng ngàn 2000 năm đầu của Đức Phật mà thôi. 2000 năm đầu Đức Phật thì còn đầy đủ những cái bậc mình trí tuệ siêu đẳng có thể giúp mình được, chứ còn bây giờ thời mình nói tu nhanh thì rất là hiếm, mà có thể là coi cái số đó rất là thấp. Mà bây giờ mà là cái thứ hai đó, mà bây giờ không biết đâu, bây giờ thời buổi này đâu ai biết ai đâu, mà giờ mình ra thì mình giấu được, mình nói mới tu đắc, hoặc người khác nói làm sao người khác biết được, cái người nói tự nói là không đà trật, mà người khác nói không đà trật, bởi vì cái đạo quả là cái loại mà chư tăng hoặc là người thân cận không được quyền đề cập. Mình nhớ chuyện đó, bởi vì mình đề cập đó là không khéo là mình phe pháp cao nhân, mà bậc thánh mà còn phe pháp cao nhân thì cái chuyện đó không thể xảy ra đó. Đó. Thành ra bây giờ nói ai dám chứng nhận cho ông đắc, ông nói ra, mà cái người nói thì cái người nói nó phải để chứng đắc xong rồi, mà chứng đắc cao hơn ông nữa mới nói ra được, mới biết ông đắc cỡ đó, phải không? Mà cái người đó lấy tư cách gì đi nói ông đã đắc không đắc, chuyện không thể xảy ra. Thành ra cái người đó và cái người nói người đó vậy đó, quý vị đừng có bao giờ tin đó, bởi vì cái đó là phát ngôn bừa bãi. Nam mô Thầy á. Dạ sa thủ còn kính đảnh lễ tri ân ngài. Dạ phải nói là không biết quý vị trong đạo tràng này có cảm nhận như Nhật Quỳnh không. Dạ nếu mà mình có duyên học được giáo pháp của Đức Thế Tôn, có duyên vào đạo tràng Phật giáo năm truyền, những cái này cái rơm Phật giáo năm truyền, rồi có cái duyên vào được cái rơm Phật giáo năm truyền ở đây nữa, thì phải nói là Nhật Quỳnh cảm nhận thấy rất là có phước. Tại vì nếu mà mình không có cái phước này, mình không có vào được những cái đạo tràng Phật giáo nhân truyền, mình không nghe được sư giảng dạy, thì phải nói là mình sai lầm rất là lớn. Bây giờ Nhật Quỳnh thấy sao mà có nhiều vị đắc đạo quá, và cũng rất là có nhiều người theo. Mà như ngài nếu tâm mà thảo luận thì thời này không dễ gì mà đắc đạo như vậy được hết, và ai là cái người để chứng nhận được. Nhưng mà bạch ngài, nếu con trước đây chừng chừng mười mấy 20 năm về trước chắc con cũng chạy theo rồi bạch ngài. Dạ nhưng con nghĩ con may mắn lắm bạch ngài, rất là may mắn luôn. Dạ, dạ Nam Mô Bích Hai Giá. Dạ đạo tràng còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không, quý vị còn câu hỏi nào nữa không, quý vị còn có mấy phút rồi quý vị ơi. Alo alo còn câu hỏi nào không? Dạ còn câu hỏi nào không? Dạ cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ bởi vì phải nói rằng rất là may phải không cô Tuệ Duyên, may quá là may luôn. Dạ nà, bây giờ mà còn không câu hỏi nào thì chắc con hỏi một câu nữa. Dạ, hỏi một câu nữa để ngài được trả lời con xong ngài đi trì bình mấy phút nữa. Dạ dạ tại vì con hồi trước giờ đó bạch ngài thì thường á thì con nghe thí dụ như mình theo dõi hơi thở thì mình nghe mình hít vô thì mình cảm nhận như thế nào, rồi mình thở ra mình cảm nhận như thế nào. Nhưng mà mới mới đây thôi thì con cũng nghe một vị nói là mình không phải thở như vậy mà mình phải thở ra mình cảm nhận như thế nào, rồi mình mới hít vào mình mới cảm nhận như thế nào. Tức là thay vì trước đây thì mình hít vào rồi mình thở ra, nhưng bây giờ ngược lại, mình thở ra rồi mình mới hít vào.
Dạ bạch ngài, cái phương pháp này nó có giúp ích, có lợi ích hơn là cái phương pháp trước không bạch ngài. Dạ con kính nhân mít đến ngài, ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bích Tha. Dạ Nam mô Bích Thầy gia kính bạch chư tôn này và kính thưa chư quý vị, không có cái nào lớn hơn cái nào đó, bởi vì quý vị nên nhớ đó, quý vị đang hành cái pháp gì trong thiền minh sát, không có vô thở ra thở vô, không vô thở dài thở ngắn, mà chỉ có danh sắc mà thôi. Thì danh sắc mà nó thở dài thì nó không có đúng, mà nó thở ngắn thì nó không đạo cũng đúng luôn. Nhưng mà còn theo thiền chỉ thì khi mà mình thở đó làm theo cái nhịp thở, chứ mình không cần biết dài ngắn là nhớ chuyện đó. Bởi vì khi mà mình hít vô mình biết mình đang làm cái chuyện đó, khi mình thở ra mình đang biết mình làm cái chuyện đó, chứ còn nói là thở vô dài biết thở dài thở ngắn biết thở ngắn, cái chuyện đó là người ta nói để cho mình hiểu, cho người ta mình không thể hành được. Mình nhớ cái chuyện đó, vì vậy nên nhớ là trong, nếu mà là ông thầy đó ông nói là tu đây là thiền minh sát, thì chuyện thở ra dở vô ngắn cái chuyện đó là không thể xảy ra. Trong thiền minh sát chỉ có thực tính pháp, tức là chất gió mà thôi, chứ không có dài ngắn gì đó. Bởi dài ngắn là chế định pháp, là đi xa đường nè. Cái thứ hai thiền chỉ là người ta tập để biết có cái hơi thở vô hoặc có hơi thở vô ra vậy đó, nhưng mà vô ra cái chuyện đó nó không quan trọng. Bởi tại sao nó không quan trọng? Bởi vì thật sự ra đó, cái vô ra là do chế định người ta đặt vậy, chứ không ai biết cái hơi thở mình đầu tiên đó là vô hay ra. Nên nhớ chuyện đó, không ai biết đó. Bởi vì nếu đứa nhỏ mới ra khỏi lòng mẹ mà nó hít vô thì nó sặc chết bỏ mạng nó luôn, mà nó thở ra thì lấy hơi thở đâu mà thở ra. Nói chuyện là ra là cái chuyện chỉ là chế định đặt ra để biết, biết trong thời bình nhật mà thôi. Nói chuyện muốn thở vô thở ra, chuyện đó theo tiền thì chỉ thì ok, không quan trọng. Đừng có nói là phải thở vô dài, phải thở vô, phải thở ra gì, cái đó là không đúng. Bởi từ đầu tiên người ta đã không xác định được hơi thở ra hơi thở gì rồi, phải không? Cái giây phút mình xem thở đầu tiên đó, thành ra bây giờ mình chỉ biết thở rồi thôi. Cái quan trọng là chỉ biết thở thôi, thành ra thường chỉ biết thở thôi. Nhưng mà sợ mình mà mình cái tâm mình nó bị phóng nhiều đó, thành ra người ta mới thêm cách đếm. Ví dụ hít vô đếm một thở ra đếm hai, hít vô đếm một thở ra đếm ba vậy đó. Là chỉ làm vậy để cho mình biết là mình đang có hơi thở thôi, chứ không phải thở gì hơi ngắn vậy đó. Chúng tôi trong room này chúng tôi có từng trả lời kinh đó, mà nói quý vị nghe có thể quý vị không hiểu đâu, tại vì chúng tôi không có giải thích. Nói thở vô ngắn biết thở vô ngắn, thở ra dài biết mình buồn. Quý vị nên nhớ cái đó là nó có ý nghĩa chứ không phải không. Thở ra dài nên mình buồn, tức là mình thở ra vô thì mình là hành thiền quán thân, nhưng mà mình thở ra là lúc đó mình đang đang quán quán thọ. Bởi buồn là một hình thức là của thọ chứ không phải thấy. Nhưng mà tại chúng tôi có giải thích cái nhiều gì không có hiểu cái đó, nhưng mà rõ ràng hít vô á ngắn biết, thở ra dài biết tôi buồn là biết cái gì, biết cái cảm giác, tức là nó đã là quán thọ rồi chứ không còn là quán thân nữa. Nó vì thế cho đó ra khi chúng tôi nói với quý vị em, tức là chúng tôi biết nghĩ rằng chú gì chưa có người nào mà hành thiền minh sát là nín xe luôn, là vậy đó, không có nói tới nữa là vậy. Nam mô Bích Thà dạ kính bạch chư tôn hiền dạ kính thưa chư quý vị, xin xin nam nữ trong đạo tràng tất cả phước báo phước sanh cho pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiền dạ cùng cả xin nam phước sanh nữ trong đạo tràng có được cơ hội để chấm dứt các ác pháp ngủ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bích Thà dạ, nam mô Thầm Mà dạ, nam mô Sẵn Khởi dạ, nam mô Rất Ta Na Tỳ Giá Xa. Thấy ngài trưởng lão còn trong rung, cái gì mời ngài trưởng lão phút chúc giùm một thầy á. Dạ sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi thảo luận những câu hỏi trong đạo tràng để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân ngài, và chúng con cũng thành kính dâng quả phước mà chúng con đã học những câu hỏi, những chính pháp ngày hôm nay đến với quý ngài, nhất là ngài Liễu Tông. Mong rằng phước này trợ duyên với ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bích Tha. Dạ dạ con cũng xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi phúc chúc đạo tràng để chúng con sám hối. Dạ
Kính mời đạo tràng cùng giới nhục mình sám hối sau khi đến pháp ạ. Uất tam ang ghê na quan đê hằng ba đà vạn sum và ruột tam ang buột thể vô khá đi độ đâu sau buột thô tham ma tu tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân đức phật là đấng chi tôn chỉ các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến phật bảo cúi xin phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tam ang ghê na quan đê hằng tham anh cha đều vì thân và răng tham mê vô khá đi tô đổ sơ tham mô tham ma tu tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý pháp bảo cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tam ang ghê na quan đê hằng sẵn khanh cha đều vì thọ tam ang sẵn khê vô khá lý tổ đô sơ sanh khô kham ma tu tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xá tội lỗi